Amén. Lạy Cha, là Đức Chúa Trời, bây giờ của chúng con cảm tạ ơn Ngài, mọi ơn lành cho đã ban cho chúng con. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con biết bao nhiêu ân điển, nhờ ân điển đó để chúng con ra đi hầu việc Chúa, để chúng nhờ ân điển đó mà chúng con hầu việc anh em chúng con, phục vụ anh em chúng con. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi, chúng con đội ơn Ngài, chúng con đội ơn những người đã dạy dỗ chúng con là giáo sư Cường. Ôi, cảm tạ ơn Cha. Chúng con đội ơn những người mà đi trước giáo sư Cường đã dạy dỗ cho ông, và đó là sư đồ Sunday Aladaja, cả đội ngũ của ông nữa, mục sư Bose, mục sư Roseland, mục sư Natalia. Đó là những người đã dạy dỗ cho chúng con. Chúng con đội ơn họ, Chúa ạ. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Nói chúng con chỉ biết cảm tạ ơn Ngài và dâng lên Cha với những lời ca tiếng hát của chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Có cái gì trục trặc cái nói liền để mình lại nhé. Rồi, mình sẽ hát bài cảm tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thương săn sóc cho con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù bão tố dòng đời vẫn bay vù con, nhưng lòng con biết Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thường săn sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được là con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù bão tố dòng đời vẫn vây phủ con, nhưng lòng con biết con đã yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thường săn sóc trong con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn vậy trôi qua, cho dù bão tố dòng đời vẫn vây phủ con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa ơi. Gần bên Chúa, thương thay cho người Chúa. Gần bên Chúa, để con luôn cảm thấy yêu Cha. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha, Chúa sẽ bao nhiêu.
mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng cay chân Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung băng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha, khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm trưa ban chiều. Mong tâm linh con bận Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phương thay cho người yêu Chúa. Gần bên Chúa, để con luôn cảm thấy yêu Cha. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm cho ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Ôi Cha ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Này, từ sáng sớm trưa ban chiều, ôi chúng con luôn luôn đến gần bên Ngài. Ôi gần bên Ngài chúng con luôn được bình an. Ôi Chúa ơi, gần bên Ngài chúng con được hạnh phúc. Chúng con được đầy rẫy trong Ngài. Ôi Ngài đổ đầy rẫy Đức Thánh Linh trên chúng con. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là của cầm và là cơ nghiệp của chúng con. Chúng con cần Ngài luôn mãi. Không có Ngài chúng con sẽ không làm được gì Chúa ạ. Ôi có Ngài dẫn dắt chúng con, có Ngài chỉ lối cho chúng con bước vào được vào ân điển của Cha. Ôi cảm tạ ơn Ngài. Ngài là đường lối của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con mang danh Ngài là sức mạnh của Ngài trong chúng con để chúng con đứng vững trong đời sống đức tin, tin vào Chúa Giêsu Christ thì chúng con sẽ được cứu, cả nhà chúng con sẽ được cứu. Ôi có Chúa Thánh Linh luôn luôn ở cùng với chúng con, Ngài dạy dỗ cho chúng con mỗi ngày, mở tai, mở mắt cho chúng con để nhận biết Ngài. Ôi nhận biết Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Ôi có Chúa Giêsu ở trong đời sống của chúng con có tất cả, chúng con không thiếu một thứ gì trong đời sống của chúng con. Để chúng con không còn lầm bầm hay kêu ca phản trách nữa Chúa ạ. Chúng con luôn luôn có Ngài thì chúng con có cơ nghiệp. Ô, chúng con có đầy đủ mọi mặt. Ô, cảm tạ ơn Cha, Ngài là đứng giàu sang phú quý để cung cấp cho chúng con đầy đủ những thứ mà chúng con đang cần. Ô, cảm tạ ơn Cha. Ô, chúng con dâng lên anh chị em chúng con trong buổi nhóm công nghệ này để chúng con được đầy rẫy trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, chào giáo sư. Okay, hôm nay cầu nguyện cho gia đình. Thi Thiên 103. Rồi, ở linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta
hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hôn ác, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão chiều độ cho ngươi. Cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Nguyễn ơi. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Y-sen biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, trọng nắm giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Trong sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chất chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các gì mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã đọc. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hãy vâng theo tiếng Ngài khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài, là tôi ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì cái bài này thì hơi dài, thì muốn hơi đều có những câu để chia sẻ trải nghiệm được cái bài này. Thì tạ ơn Chúa, mình cầu nguyện cho đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, con cái của mình, đời sống hôn nhân của mình là đời sống mà Chúa đã tuyển chọn để bây giờ chỉ biết là ca ngợi và chúc tụng ngợi khen Ngài trong những gì mà Chúa đã bày tỏ và dạy dỗ cho đời sống hôn nhân của anh chị em mình, để mỗi ngày được sống và sống khôn ngoan trong Ngài, để mình được ở luôn với Ngài.
vì khi mà Chúa đã cứu lấy cái linh hồn của mình ra khỏi và cái sự chết, khỏi cái hồ lửa đời đời đó, nay linh hồn của mình luôn luôn ngợi khen chúc tụng Đức Giê-hô-va, là Chúa đã tạo nên anh chị em mình, và Chúa đã tha thứ hết mọi tội ác và chữa lành mọi bệnh tật, và từ bệnh linh hồn và bệnh ngoài xác nữa. Đó là tạ ơn Chúa, để cho mình luôn luôn cảm tạ ơn Chúa trong cái đời sống hôn nhân của mình, phải nhớ ơn Ngài. Chúa đã cứu mạng sống anh chị em mình khỏi chốn hư nát, và Ngài đã lấy sự nhân từ và thương xót làm mạo chiều thiên đội cho anh chị em mình. Đó là điều mà mình luôn luôn nhớ ơn Ngài, đội ơn Ngài trong những công việc mà Ngài đã làm trong cái đời sống anh chị em mình, để muốn Ngài được Ngài dẫn dắt, Ngài dạy dỗ và chỉ bảo cho mình để hầu việc Ngài. Thì Ngài đã cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Thì tạ ơn Chúa, đây là một cái đời sống hôn nhân, là mình được dự tiệc thánh của Ngài, được tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chị em mình, và Chúa lại cho cái tuổi mình trở lại được mạnh mẽ, không phải như ủ rũ như trước nữa, mà mạnh mẽ như giống như là chim phụng hoàng để bay cao trên các tầng trời. Đó là điều mà chỉ biết là biết lắng nghe lời Ngài, biết rằng cái thời gian lại này gặp bao nhiêu thử thách gian nan quấn quẩn, nhưng mà Chúa ban cho sức mạnh. Chúa lại cho dù mình có sa ngã, nhưng Chúa cho mình đứng dậy đi tiếp, chứ không có mà gục ngã rồi lại không có làm gì rồi kêu chấp. Tạ ơn Chúa, Chúa cho anh chị em mình là một cái đời sống hôn nhân, một cái đời sống mà rất là mạnh mẽ, để mình sống và yêu thương nhau. Thì Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đó là cái bản chất của Ngài trên anh chị em mình. Mình cũng luôn luôn, nhất là cái đời sống của mình thì cần cái sự mà chậm nóng giận này, mà hay nổi cơn. Cái đó là điều phải cần đến cái bản chất của Ngài mỗi ngày. Phải luôn luôn nhớ đến Ngài. Không có bản chất của Ngài thì cho dù mình có sa ngã đi nữa, mà mình không có biết cách để bóc tách cái con người cũ đó, nó làm cho mình nóng giận thôi. Nhưng mà cái sự nhân từ của Ngài là cái con người mới đã cho mình được sống với Ngài và vực mình dậy để mình tiếp tục đi theo Ngài. Bởi vì Ngài có lòng thương xót mà. Ngài làm ơn cho những ai mà kính sợ Ngài. Đó là điều mà tạ ơn Chúa. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì thế, các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Tạ ơn Chúa. Đó là điều mà cho dù tội lỗi mình có thể có đỏ như hồng đào, nhưng Chúa cũng rửa sạch qua huyết của Chúa Jesus Christ để cho mình được trắng như lông chiên. Tạ ơn Chúa, đó là điều mà Chúa không có chấp cái tội lỗi của mình, mà Chúa không có báo trả, bởi vì cái sự gian ác đó chính là con người cũ. Chúa biết, bởi Chúa cho mình cái công nghệ bóc tách cái con người cũ đó để cho con người cũ nó không có cái nổi dậy làm sự gian ác trong cái con người của mình. Nhưng Chúa lại cho con người mình là con người mới, là chính là Chúa Jesus Christ ở trong anh chị em mình, để mình được mang bản chất của Ngài, để mình luôn luôn đứng vững trong Ngài. Bởi vì các từng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn hơn với kẻ những kính sợ Ngài. Thì đó là điều mà
anh chị em mình được sự dạy dỗ của đội quân đặc nhiệm của bà giáo sư Cường, để mỗi ngày mình biết kính sợ Chúa, mình biết biết bạn, mình biết mình đang ở trong ai trong Ngài. Đó là điều mà luôn luôn Chúa yêu thương những kẻ mà kính sợ Ngài. Vì còn câu 13 là Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào Cha thương xót con cái mình. Tạ ơn Chúa. Đây là giáo sư Cường có nói về tình cha con đã được Ngài thương xót, một tình cha con mình luôn gần gũi Ngài. Thì mình muốn nhớ đến những người đã dạy dỗ mình, cũng là một người cha thật linh, đó là giáo sư Cường. Và phải có người dạy dỗ thì mình mới được lên người được. Mình là làm công nghệ, làm người, không có người dạy dỗ thì mình cũng chẳng biết cách nào mà để được lên làm người, cho được khôn ngoan trong Chúa. Thì tạ ơn Chúa, thì khi mình tiếp tục đi theo Ngài thì Ngài là sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va có đời hằng có đời đời cho những ai kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho trách chít của họ. Thì đó là điều mà tạ ơn Chúa. Đây là mình mỗi ngày mình cầu nguyện để dâng lên Chúa cho cái đời sống gia đình, con cái của mình nữa, cháu chít của mình nữa. Đó là khi mà mình luôn luôn kính sợ Ngài thì sự công bình của Ngài dành cho con cháu của mình. Đây là mình sống là một cái đời sống để dành cho con cháu của mình, để làm gương cho con cháu của mình, là một dòng giống thánh để mai sau này Chúa có chương trình của Ngài trên con cháu của mình, và cái sự mà đời qua cái đời sống của anh chị em mình, để mỗi ngày được Ngài dạy dỗ, Ngài luôn luôn sống với mình, luôn luôn được sống với con người mới để hầu việc Ngài và hầu việc anh em mình. Tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Chúa, cảm ơn. Ôi lạy Cha yêu dấu của chúng con, ôi chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi linh hồn chúng con luôn luôn chúc tụng ngợi khen Ngài. Ngài là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là vua các vua, Chúa các Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi chúng con ca ngợi danh thánh của Ngài. Linh hồn chúng con luôn luôn chúc tụng ngợi khen Ngài, chúng con không có quên những ơn huệ của Ngài, Chúa ạ. Chính Ngài đã tha thứ mọi tội ác của chúng con rồi và chữa lành mọi bệnh tật của chúng con. Hãy chúng con luôn sống với Ngài và cảm tạ ơn Ngài, đội ơn Ngài. Ôi cảm tạ ơn Cha. Ôi đời sống hôn nhân của chúng con là đời sống mà Chúa đã chọn. Ôi từ đã tạo nên chúng con từ Adam và Eva. Ôi cảm tạ ơn Cha. Đó là đời sống mà chúng con được Chúa gọi chúng con sống trong nguyên tắc nước trời, Chúa ạ. Khi Chúa đã tạo dựng nên chúng con thì chúng con giống hình ảnh của Ngài. Nhưng điều quan trọng là đời sống hôn nhân chính là Ngài, Chúa ạ. Chúng con được liên kết với Ngài qua anh chị em chúng con. Ôi chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi trên đời này không có ai sống công bình, Chúa ạ. Dẫu một người cũng không. Nhưng Chúa là yêu chúng con. Chúa này gọi chúng con là những người công bình. Và ôi cảm tạ ơn Ngài, bởi vì Đấng Christ ở trong chúng con. Khi chúng con chấp nhận Chúa Giê-xu thì chúng con được trở nên công bình. Chúng con được xin lại bởi ơn trên. Ôi đời sống hôn nhân của chúng con là đời sống mà Chúa đã chọn. Ôi để chúng con làm noi gương cho mọi người. Ôi chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con là hội thánh của Ngài. Ôi cảm tạ ơn Ngài, Ngài yêu chúng con, Ngài tỏ bày cho chúng con tất cả những lời của Ngài để chúng con biết kính sợ Ngài, Chúa. Ôi khi đời sống hôn nhân của chúng con biết kính sợ Ngài thì chúng con được Ngài chúc phước cho chúng con, chúc phước cả con cháu của chúng con nữa, Chúa. Chúng con luôn bám chặt lấy Ngài, chúng con cần đến Ngài. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, Ngài yêu chúng con, Ngài luôn luôn ở trong chúng con, Ngài là đứng sức mạnh ở trong chúng con, Chúa. Ôi Ngài không để chúng con, một ai trong chúng con phải bị sa ngã. Ôi chúng con là những người được Ngài yêu mà Ngài
luôn ở chặt trong chúng con, để Ngài dẫn dắt chúng con, dạy dỗ cho chúng con, Chúa ạ. Ôi có Ngài chúng con có sức mạnh, có Ngài chúng con được đứng vững mỗi ngày. Ôi cho dù có gian truân khốn quẫn, nhưng nan đề của chúng con càng nan đề bao nhiêu thì chúng con càng được phước bấy nhiêu, Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Ngài, chúng con yêu Ngài. Ôi chúng con nhớ đến đời sống hôn nhân cho cùng tất cả anh chị em chúng con. Ôi đời sống hôn nhân của Hoài Hương và anh Hậu, ôi của em Thủy và Phương, ôi của đời sống hôn nhân của giáo sư Cường, ôi của đời sống hôn nhân của chị bé nữa, Chúa ạ. Ôi đời sống hôn nhân của mục sư Dũng, chúng con nhớ đến ông, Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Ngài, chúng con cũng nhớ đến đời sống hôn nhân của em Trang ở Singapore, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài, và chúng con cũng cùng nhớ đến những hôn nhân của tương lai của em Hiến và em Nam nữa, Chúa ạ. Ôi xin Chúa ban phước lành cho anh chị em chúng con, để đời sống hôn nhân của chúng con là đời sống mà Chúa đã tuyển chọn, để mỗi ngày giữa Chúa nhân bội ân điển cho chúng con, để chúng con hầu việc Ngài, hầu việc với con người mới của chúng con, với con người mà Chúa đã sáng tạo trên từ trước sáng thế, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nó không còn nghĩ biết nó nữa. Còn cái hộ phẳng những người tin sợ mà anh mà cảm tạ ơn Chúa. Dạ, trong thi thiên 103 này thì tác giả có bày tỏ về sự ngợi khen Thiên Chúa. Tác giả có bày tỏ sự ngợi khen của Thiên Chúa, Đức Jehovah, thi hành sự công bình ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài và cho Israel biết công việc của Ngài. Ngài cũng nói là vì hệ các tầng trời không biết bao nhiêu thì nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, chắc nào như cha thương xót con cái mình vậy. Trong sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự Ngài dành cho chất chít của họ. Tạ ơn Chúa thì trong phân đoạn chúng lại tất cả người khen Chúa, mà Chúa cũng dành cho những ai mà biết kính sợ Ngài, biết đi trong đường lối của Ngài, biết ăn năn trong đi theo đường lối của Ngài, nhân từ của Ngài dành cho những ai mà kính sợ Ngài. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Khi mà mình biết kính sợ Chúa thì Chúa sẽ tha thứ hết cái sự gian ác của mình, và Chúa cứu chuộc tất cả mạng, Chúa cứu chuộc mạng sống của mình và tất cả những thứ của mình, như mình có đức tin đi trong đường lối của Ngài, kính sợ Đức Giê-hô-va thì mọi người đều biết là kính sợ Đức Giê-hô-va thì mình sẽ không có sợ hãi một cái điều gì hết, và sự kính sợ Đức Giê-hô-va nó mang cái bản chất thiêng liêng và thánh sạch, nó không có phải là mang cái bản chất của con người cũ nữa. Bản chất của kính sợ Đức Giê-hô-va là nó quét, nó nhốt sạch hết tất cả những cái sự xấu xa của con người xác thịt, làm cho người ta gọi là không còn có làm những cái điều gian ác nữa.
Mình chưa có. Thế thì mình mới nhận được cái ơn phước của Ngài được. Nếu mà mình không biết kính sợ Đức Giê-hô-va thì không thể nào mình làm được các cái việc tốt được. Tất cả những việc tốt đó chỉ là ngụy biện, nó chỉ là gian dối thôi. Đó. Thì chú bày tỏ cho Mô-xe đường lối của Ngài và cho dân Israel công việc của Ngài. Thì Israel là dân vật lộn với Ngài, để nhận và được bày tỏ của Ngài về đường đường lối. Tôi rất là nhiều. Xin cầu nguyện, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Ôi Chúa, con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì Ngài đã bày tỏ Ngài đã bày tỏ cho chúng con cả đường lối của Mô-xe và cho cả bày tỏ luôn cả cho chúng con biết được các công việc của Ngài, như là Ngài đã bày tỏ cho Israel là người vật lộn với Ngài để nhận được đời sống của mình, bản thiết kế đời sống của mình. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã cho đất nước Việt Nam của chúng con, trên mục sư của chúng con là Nguyễn Mạnh Cường, có bản thiết kế đó để chúng con làm việc gì chúng con cũng được khôn ngoan, được dễ dàng, được thông biết. Con cảm tạ ơn Ngài, vì đường lối của Ngài ban cho chúng con là chọn lành, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Thì Ngài đặt để sự kính sợ của Ngài trong tấm lòng của chúng con. Ngài đặt để những sự dạy dỗ, luật pháp của Ngài trong tấm lòng của chúng con. Để chúng con biết kính sợ Ngài. Thì chúng con sẽ không có làm theo con người cũ, con người xác thịt nữa. Mà cái con người xác thịt đó, chúng con phải đập nát nó mỗi ngày. Chúng con phải hành hạ nó, không cho nó còn sức để nó cộng tác với tất cả các cái công việc của kẻ lừa dối. Chúng con là Satan, Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài về tất cả những công việc của Ngài, Chúa ơi. Chúng con ngợi khen Ngài về hôn nhân mà Chúa đã tạo dựng nên là tốt đẹp, Chúa ơi. Hôn nhân là giao ước bằng máu mà Chúa đã ban cho chúng con, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, kapakatakashak, papapapa, hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con đã cầu nguyện cho giá trị hôn nhân của Chúa được đầy tràn trên đường lối của Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện cho gia đình mục sư của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ mục sư, Ngài đã cho mục sư một bài học khôn ngoan về giá trị hôn nhân gia đình, Chúa ơi. Bằng tâm linh, đó chính là hôn nhân mà chúng con được Ngài yêu thương, Ngài đặt để đó là hôn nhân của con với đấng cứu chuộc, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa để qua đó chúng con sử dụng hết tất cả các tài nguyên của mình để chúng con trau dồi vào cái giá trị hôn nhân của Ngài. Chúng con hết cả linh hồn, hết cả sức và hết cả thân mình để Chúa ơi, để cái hôn nhân đó nó được giá trị nhất, nó được hạnh phúc nhất, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con là được Ngài trang bị cho chúng con là một cô dâu tốt lành, sáng láng của Ngài, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa, con cầu nguyện cho hôn nhân gia đình cô Hương, gia đình chú Trung, cô Chi và gia đình cô bé, gia đình chị Thủy. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con được lắng nghe sự khôn ngoan và chúng con tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa. Và lời của Ngài đã được ứng nghiệm trong đời sống của chúng con. Sự khôn ngoan sẽ thăng chúng con lên. Sự khôn ngoan đi vào trong lòng chúng con và thăng chúng con lên. Ôi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều.
Alleluia, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài. Ngài cũng cho chúng con biết được cái giá trị hôn nhân trong bài học của cô gái xinh đẹp Esate. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài đã chọn ra những cái điều mà hài lòng với vua của mình. Cảm tạ ơn Chúa không chọn những cái thứ bề ngoài trang sức, nhưng mà chọn cái điều gì mà vừa lòng ý muốn của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì Ngài cho chúng con, Ngài bày tỏ hết cho chúng con để chúng con được cũng bắt chước sự dạy dỗ của Ngài, đó là luôn luôn trang bị những cái điều mà vừa lòng ý của Ngài, chứ không có chọn những cái sự mà thấp hèn đó nữa. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cầu nguyện cho con và em Nam, Chúa ơi, là hai người còn rất là trẻ về trong việc hôn nhân. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Thì con cầu nguyện xin Chúa bày tỏ thêm cho chúng con, để chúng con có sự khôn ngoan, chúng con biết giữ thân mình cho Ngài, và chúng con cũng biết nhân bội với sự hôn nhân của Ngài. Đầu tiên là Ngài, và cũng cũng thực hiện công việc của Ngài, không có đi sai chạch đường lối của Ngài nữa. Rồi con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, tất cả những sự cũ Ngài đã cho qua hết đi trong đời sống của chúng con, và Ngài ban những sự mới cho chúng con. Tất cả những sự cũ đó là Chúa sẽ giày đạp nó, Chúa sẽ đập đổ, đạp, Chúa sẽ phá đổ nó để cho nó vỡ như cái bình gốm vậy. Rồi con cảm tạ ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Thật tại Chúa có đoạn là Kinh Thánh Thi Thiên mà David đã luôn luôn ca hát và chúc tụng danh thánh của Chúa, thì giờ đây trong đời sống mà anh chị em mà đã được Chúa tha thứ và Ngài đã cho được nhận biết Ngài qua ân huệ mà được Chúa thứ tha để mà được trở thành con của Chúa, thì qua đó thì Ngài cũng chữa lành tất cả bệnh tật và cũng cứu mình ra khỏi những cái chỗ mà hư nát, mà bao nhiêu năm mình không có biết thờ phượng Ngài một cách đúng theo ý của Ngài. Thì tạ ơn Chúa đó là lòng thương xót của Ngài. Thì Chúa Cha là cái người mà chậm nóng giận và đầy chảy sự nhân từ, Ngài không bắt tội luôn luôn mà cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Thì tạ ơn Chúa qua đời sống hôn nhân cũng vậy, Chúa đã cho anh chị em mình để được biết cách bóc tách con người cũ và con người mới. Cho nên cái sự giận dỗi mà giận hờn ở trong đời sống vợ chồng mình không còn như ngày trước nữa, mà biết nhận ra cái điều sai trái trong hôn nhân mà được Chúa biến đổi đó. Thì thánh tại Chúa đó là lòng nhân từ của Ngài để cho những ai mà kính sợ Ngài. Thì em rất là cảm tạ Chúa qua cái đời sống đó. Nếu mình không có thật sự đón nhận Chúa làm Chúa của mình, hay là mình biết qua cái đời sống mà mình được dạy dỗ và cầu nguyện như vậy, thì rất là khó có thể nào mà nhìn nhận ra con người cũ của mình. Thì cái tôi mình bây giờ mình cũng rất là lớn, lúc nào mình cũng nghĩ làm gì cho mình thắng người khác, chứ không bao giờ biết nhịn nhục đâu. Nhưng mà qua cái đời sống mà Chúa cho anh chị em, để mỗi ngày được thêm cái ơn mà Ngài Chúa cho, để mình biết cách bóc tách đó, thì mình không còn coi làm là quan trọng đối với đời sống hôn nhân, để mình biết luôn nhường nhịn nhau trong đời sống. Thì cảm tạ Chúa đã cho anh chị em mình qua cái đời sống này, để mình làm sao để sống trở nên những người con của Chúa, để được sống thánh khiết trong những ngày sau rốt này, để mà được vào vương quốc của Ngài. Thì Chúa cũng cảm ơn Chúa là Chúa cho mình
biết kính sợ Chúa và cái sự công bình của Ngài. Để mà mình làm như vậy được thì đời sống của mình, mặc dù có cái đó, có lúc nó cũng không có làm theo ý của mình, nhưng mà mình đã cũng hết lòng, không có vì những cái gian nan hoặc là cái sự mà đối con cái mà buồn phiền con cái nữa, mà Chúa đã cho mình thật sự để Chúa làm chủ, thì mình không còn nghĩ tới những cái việc mà con cái nó không có nghe theo cái lời mình, thì mình cứ tiếp tục đi và cầu nguyện cho chúng để mà một ngày nào chúng sẽ được Chúa ban thần của Chúa để mở mắt, mở tâm linh chúng, để càng ngày con cái mình mỗi ngày đón nhận Chúa qua cái sự bày tỏ mà qua cái lòng kiên trì mà mình cầu nguyện cho các con cái của mình, thì mình cũng tin rằng Chúa luôn luôn là cái đấng mà chữa lành và giải thoát con cái mình được như vậy, cũng đã là một cái ân huệ mà Ngài đã cho anh chị em, để mà kiên trì cầu nguyện không bao giờ mà nản lòng khi mà gặp những cái vấn đề về con cái như vậy. Đó là điều anh bày tỏ Chúa cho ngày hôm nay. Xin cầu nguyện. Rồi lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha. Con không bao giờ quên được ân huệ của Ngài. Ngài đã cứu chúng con, lôi chúng con ra khỏi đống đổ nát đó, chốn đổ nát đó. Ngài đã lôi chúng con ra khỏi, chữa lành chúng con bệnh tật, chữa lành cả tâm linh chúng con nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót. Ngài là đấng chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Ngài không bao giờ bắt tội chúng con luôn khi chúng con làm sai, khi chúng con làm Chúa phiền lòng. Nhưng chỉ cần đến mà ăn năn sám hối với Ngài, Ngài tha hết mọi thứ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tầng trời cao trên đất bao nhiêu, lòng nhân từ của Ngài càng lớn hơn cho những kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương từng anh chị em chúng con. Ngài muốn tô luyện và dạy dỗ đời sống chúng con để chúng con thật sự trở nên thánh khiết, trở nên người con mà Chúa luôn luôn mong muốn chúng con là những người con hoang đàng trở về. Chúa luôn luôn dang rộng vòng tay đón chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa vì Ngài đã dựng nên đời người chúng con. Ngài muốn chúng con được làm con và Ngài yêu dấu. Con cảm ơn Chúa vì đã thương yêu từng anh chị em chúng con, cho chúng con, dạy dỗ chúng con qua người thầy giáo này, để chúng con mỗi ngày được sống với ân điển mà Chúa cho qua sự học hỏi này. Xin cho chúng con luôn kiên trì, kiên nhẫn để Chúa sửa dạy. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho hôn nhân và gia đình của chúng con. Xin Chúa làm chủ đời sống hôn nhân chúng con, làm chủ con cái, gia đình chúng con, để chúng con thuộc chọn cho Ngài. Con tin rằng hôn nhân của anh chị em trong nhóm đặc nhiệm này, Chúa luôn luôn quan vòng săn sóc chúng con. Vì mỗi ngày chúng con cầu nguyện cho ơn này, thì con tin rằng mọi sóng gió và mọi nan đề, Chúa đã chỉ dẫn cho chúng con biết cách bóc tách con người cũ và con người mới, để chúng con không còn cái đời sống hôn nhân như trước nữa, vì Chúa làm chủ chúng con rồi. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen tình yêu thương của Ngài dành đặc biệt cho anh chị em trong nhóm đặc nhiệm này, đời sống tất cả mọi anh chị em trong nhóm này, cũng như các em nam và em hiếm còn trẻ. Nhưng con tin rằng Chúa cũng qua đời sống kiên trì cầu nguyện này, Chúa cũng chọn lựa cho các em con đời sống hôn nhân theo ý của Ngài. Con cảm ơn Chúa đã chăm sóc đời sống chúng con, gia đình chúng con. Con tin tưởng vào tình yêu thương mà các ân huệ Ngài ban cho chúng con, để chúng con luôn biết cầu nguyện cho nhau, yêu nhau nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn nữa. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen, cảm Chúa. Cảm Chúa.
chân Chúa. Dạ. Cảm Chúa ở trong này Chúa nói rằng là Chúa tha thứ cho chúng ta những tội ác của chúng ta, chữa lành chúng ta mọi bệnh tật, Ngài cứu trục mọi sống người khỏi chó hư nát, với sự nhân từ và sự thương xót mà làm bảo chiều độ cho người. Cảm Chúa, cảm Chúa rất nhiều vì thương xót, cảm Chúa sự thương xót của Ngài, nhờ sự thương xót của Ngài mà chúng ta được Chúa cứu, được Chúa tha thứ và Ngài cho chúng ta ăn được những thứ ăn ngon nhất của Ngài. Cảm Chúa cho họ thánh trời thương chúng ta. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ cho chúng ta tuổi đăng thì của ngươi sẽ trở lại như của chim phụng hò. Được, cảm Chúa, Ngài sẽ đem ta trở nên những con người mình gọi là có thể nhìn ở trên cả những dòng bão, nhìn trên cả mọi nước, mọi dân, có thể thấy được những cái sự vinh quang, vinh hiển của Chúa. Đúng là ta đang được Chúa đặt để cao, để nhìn thấy được nhiều điều, nhìn cho chúng ta thấy được cơ nghiệp chúng ta, cả đất nước Việt Nam, cơ nghiệp chúng ta là cả châu Á. Cảm Chúa. Chúa nói là đời người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Dạ cảm Chúa, ta thấy được là đời sống của chúng ta nó rất là qua rất là nhanh, nó rất là nhanh thôi, mình mà không dành thời gian cho Chúa, dành thời gian để hầu việc Ngài thì sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thời gian cứ trôi đi, nó không có chờ đợi ai hết. Chúng ta không biết gọi là đong đếm những cái ngày của mình để dâng cả cuộc sống mình cho Chúa thì sẽ không còn nhiều thời gian cho chính mình, cho công việc của Chúa. Và Chúa nói xong sự nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời, những người kính sợ Đức Giê-hô-va, kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắc chích của họ. Cảm Chúa, tức là những người nào giữ giao ước Ngài và giữ nhớ lại các dòng máu Ngài đặng lạc theo. Thì Chúa cũng dạy chúng ta là khi mà chúng ta giữ, chúng ta có giao ước với Chúa, chúng ta giữ tất cả những sự dạy dỗ của Chúa thì chắc chắn sự công bình của Ngài sẽ dành cho chắc chích của chúng ta. Cảm Chúa, thì cái này nói cả về con cái thuộc thể và thuộc linh của chúng ta nữa. Dạ. Nhờ vào chúng ta mà con cái của chúng ta nhờ vào chúng ta gìn giữ sự giao ước và sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta sẽ đẻ ra những cái dòng dõi mà đi theo sự công bình của Chúa. Đó là sự công bình của Chúa, nó sẽ gọi là được thể hiện trên đời sống, sẽ được trải ra trên con cái mình nữa. Cảm Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen. Dạ. Thì ở đây Chúa cũng cho chúng ta thấy được là nước Ngài nó gần như bao phủ mọi thứ. Ngài nói rằng là Đức Giê-hô-va lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Dạ, cảm Chúa. Đây là cái câu mà để cho tất cả những người nào nói rằng là không được làm chính trị phải biết mà im lặng lại. Và Ngài nói là thiên sứ của Ngài là đấng mà làm theo các mệnh lệnh Ngài, có nghĩa là chúng ta là những người làm theo mệnh lệnh Ngài rồi nhé, mà Chúa còn đem những thiên sứ của Chúa làm theo mệnh lệnh Ngài nữa, là chúng ta những người cũng sẽ giống như một sư nói, mình sẽ ra lệnh cho thiên sứ của Chúa đó phải làm theo mệnh lệnh của Chúa. Dạ.
Chúa nói, hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ làm theo ý chỉ của Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm Chúa. Là hôm nay chúng ta cầu nguyện cho gia đình, thì gia đình hôn nhân thì cũng là nằm trong cái sự cai trị của nước của Chúa, thì chúng ta cầu nguyện để thi hành đem những cái mạng lệnh của Chúa, để thi hành lặp lại những lẽ thật trong cái gia đình, trong hôn nhân, và chúng ta làm thì chúng ta cũng có được những cái thiên sứ của Chúa nữa giúp sức chúng ta, để chúng ta đem tất cả những lẽ thật của Chúa, những cái lẽ thật của Chúa về hôn nhân và gia đình, nó phải đi theo những gì mà Chúa dạy bảo. Và chúng ta nhờ cái sự thương xót của Chúa mà chúng ta hoàn thành tất cả những điều mà Chúa giao cho chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta, gọi là nhờ sự thương xót mà. Ngài sẽ giúp chúng ta ở trên cao thôi. Ngài sẽ cho chúng ta nhìn thấy được nhiều nhiều điều. Là chúng ta luôn giữ sự kính sợ Ngài, luôn ở trong giao ước của Ngài, và luôn làm theo mạng lệnh Ngài, thì tất cả những cái công việc của mình nó sẽ chắc chắn sẽ có kết quả cho Chúa. Đó là con cháu của mình đó. Nói về công việc của mình, chắc chắn sẽ có kết quả, và sự công bình của Chúa sẽ được thi hành trên hôn nhân, gia đình, cho những con cái của chúng ta, cho những người chưa biết đến Ngài, họ sẽ biết đến Ngài, cho những người chống nghịch với Ngài thì họ sẽ phải trở về cùng với Ngài, và cho những cái hôn nhân bị đổ vỡ thì nó phải được trở lại theo đúng cái nó phải được Chúa lập vững lại theo cái cách của Chúa, và các gia đình sẽ hòa thuận lại với nhau. Cảm ơn Chúa. Cái lời Chúa đã trợ con cho ơn, cảm ơn Ngài rất nhiều vì ơi sự bình an, sự nhân từ, sự thương xót của Ngài luôn đổ cho em con cho ơn. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì tất cả những điều mà em con nhận đây cho là chúng con nhận được bởi những cái người đi trước con, những cha ông cũng con cha, họ đã có một cái sự gì đó, họ đã giữ giao ước của Ngài, họ đã giữ các truyền máu của Ngài, mà Ngài những cái ơn, những cái sự thương xót của Chúa cũng được đổ đến trên đời sống con, để chúng con có thể nhận được sự công bình của Ngài, chúng con nhận được những cái điều mà trên đời sống con, những cái lẽ thật, những cái sự thật, những cái mà rất là gọi là cao quý mà Ngài cho chúng con, Ngài đặt để chúng con ở trên những gọi là Ngài đặt để chúng con như chim phụng hoàng, cha để nhìn thấy được những điều cao quý mà Ngài dành sẵn cho chúng con, Ngài cho chúng con nhìn thấy được các nước, các dân mà con chiếm đóng, cha cảm Ngài rất nhiều, Chúa con cảm Ngài rất nhiều vì sự nhân từ của Ngài, vì sự nâng đỡ của Ngài trên đời sống con, cha để đổ chúng con biết mà chúng con gìn giữ tất cả những sự giao ước của Ngài, tất cả những điều mối mà Ngài đã ban cho con, để đổ chúng con bắt đầu đem sự cai trị của Ngài, chúng con là những người tôi tớ của Ngài, làm theo các mạng lệnh của Ngài, chúng con sẽ đem sự cai trị, sự quản trị của Ngài, của nước của Ngài được bao phủ trong gia đình của mình, cha, được bao phủ trong hôn nhân của mình, cha, để đổ tất cả những lễ thật, những cái giá trị về hôn nhân, về gia đình, về tình yêu, nó phải được theo đúng ý muốn của Chúa, cha, cảm Ngài rất nhiều vì đằng Ngài đã dạy chúng con rằng hôn nhân đó là sự thể hiện mà Chúa muốn chúng con, nhắc nhở chúng con mỗi ngày rằng hôn nhân đó là cái sự mà Ngài sẽ đến và cứ lấy học thánh của Ngài, những nàng dâu của Ngài, cha. Ôi nên xin Ngài hãy giúp con, để con luôn nhắc nhở bản thân mình, chúng con là nàng dâu tinh sạch của Ngài, cha. Chúng con còn phải trở nên tinh sạch trước mặt Ngài, cha. Chúng con còn phải biết rằng phải biết các mong muốn, các ước nguyện của người chồng của mình, cha. Để rồi chúng con chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chúng con chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, mọi tấm lòng của mình, ý muốn của mình, để có thể được vừa lòng cái người chồng của mình, cha. Cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Xin Ngài giúp con để trong hôn nhân của con sẽ
hoặc là thiết lập được cái mối quan hệ giữa người chồng và người vợ đúng với hậu thánh và nàng dâu của ngài cha đi đâu hậu thánh là nàng dâu của ngài luôn không gọi là không tự quyền về mình và chàng rể thì cũng không có tự quyền về mình mà tất cả cả hai đều phải vâng phục Chúa ông con chơi không cảm ngài rất nhiều Chúa con xin ngài giúp con tất cả trong hôn nhân các cô chú của con chơi họ biết vâng phục Chúa vâng phục nhau trả và yêu thương lẫn nhau hoàn thành những gì mà Chúa đã giao phó cho và họ biết được hôn nhân của họ là trong sự quản trị của nước của ngài cha họ phải đem làm sao đó hôn nhân của họ phải đem ra cho tất cả những thế gian này thấy cha cho họ thấy được cái gọi là những hôn nhân mà nó đi theo giá trị của nước ngài nó sẽ là sống tròn ra khỏi thế gian ra nó bật lên trong tất cả những hôn nhân trong thế gian đang bị gọi là Babylon nó chiếm giữ Babylon nó cơ gọi là cai trị cha họ sẽ làm cho thấy được cái hôn nhân ở trong nước của ngài nó khác biệt nhiều như thế nào hôn nhân trong thế gian này cha và mọi nước mọi dân mọi những con người trong hôn nhân họ sẽ đến với nước của ngài đến với Sion của ngài mà học hỏi về cái cách hôn nhân cha để rồi nước ngài được lan rộng để rồi cái sự cai trị của ngài lại được bao phủ những hôn nhân đang bị gọi là bị phá đổ đó cha con đập diệt tất cả những cái gọi là hôn nhân bị gọi là ba hôn nhân của đồng tính liên ái hôn nhân của những người không gọi là theo đúng cái mạng lệnh của Chúa đó là giữa người nam và người nữ là giữa những con người trưởng thành cha con đập diệt tất cả những hôn nhân mà chỉ đi theo và sắp thịt chơi để đâu tất cả những con người mà dạy dỗ về cái sự hôn nhân về đó họ phải bị gọi là tránh xa ra khỏi cái nơi mà chúng con đang ở cha và tránh xa ra khỏi nơi mà các cơ nghiệp mà chúng con sẽ chiếm đến chơi để đâu tất cả những điều đó nó không khiến gọi là nó không cướp lấy những linh hồn những con người mà những nơi mà chúng con sẽ đến chơi để chúng con chiếm giữ chúng con lập lễ thờ của Chúa lập cái sự quản trị của Chúa ở nơi đó cha cầu xin ngài giúp đỡ hãy gọi là xin ngài hãy thi hành cái công việc của ngài cha để cho tất cả những cái kẻ mà đang dạy dỗ về lễ thờ về những cái hôn nhân giả dối không đúng với lẽ thật của Chúa họ phải bị gọi là phải bị lui xa cha tất cả những cái nhân linh Babylon đó phải bị đập diệt cha và chúng con cứu lấy tất cả những linh hồn những con người gọi là những linh hồn những con người đó cho để rồi họ không có phải gọi là bị kéo đời sống của mình ngày càng gần với lại cái cửa địa ngục cha cảm ngài rất nhiều sơ xin ngài thương xót xin ngài thương xót thương xót tất cả anh chị em thương xót chính những con người đó chơi đi đâu họ không có bị đánh mất linh hồn của mình cha cảm ngài rất nhiều Chúa con xin ngài cùng với lại tất cả những hệ thống giá trị gia đình cha con cầu xin ngài giúp đỡ con để con biết về hệ thống giá trị gia đình về người cha về người con về mối quan hệ cha con chơi để đâu chúng con có cái sự vâng phục đúng cách cha chúng con biết lắng nghe học hỏi từ người cha của mình và người cha thì biết có trách nhiệm cho những người con của mình cha cầu xin ngài và cầu xin ngài hãy để chúng con hướng dẫn con để con biết ở trong về giá trị cha con trong thế giới tâm linh cha và chúng con sẽ thúc đẩy nó trong khi cả về giá trị trong vật lý nữa sơ để rồi cái giá trị về gia đình nó được trọn vẹn nó được là một cái giá trị tình cảm thiêng liêng đó cha trong thế gian này người ta cũng gọi là nhìn thấy được cái giá trị cao quý của tình cha con tình cha mẹ phụ tử rồi tình mẹ con cha để rồi họ cũng biết được điều đó cha và trong Chúa ông con ngài còn dạy trong con một cách cao quý hơn một cách gọi là đúng chính xác hơn nữa cha nên xin ngài giúp con để cho chính chúng con cũng trải nghiệm cũng học được điều đó cha về để chúng con đem cái sự gọi là giá trị về gia đình một cách tốt nhất chúng con dạy dỗ chính đời sống mình và cho những cơ nghiệp những gia đình khác cha cảm ngài rất nhiều Chúa con xin ngài hãy ở
cùng với tất cả anh chị em con, ở cùng với tất cả những người trong gia đình của tất cả các anh chị em con chơi. Ôi để đậu chúng con, những người sẽ giữ giao ước của Ngài, cha, những người làm theo các điều mẫu của Ngài, những người làm theo các mạng lệnh của Ngài, cha. Ôi khi mà chúng con làm như vậy, chúng con trung tín với Ngài chơi, ôi thì các con cháu của chúng con chơi, họ sẽ là những người hưởng được sự, có được sự công bình, cha. Họ sẽ có được sự công bình, họ sẽ nhận biết được đấng Christ chơi, họ sẽ gọi là sống ở một đời sống mà nhận biết lẽ thật của Chúa, nhận biết tình yêu, sự thánh khiết của Ngài chơi. Để rồi những con cháu của con nó sẽ cứ như vậy mà cứ đông đài thêm, cứ có nhiều con cháu thêm chơi, để rồi làm giàu cho nước của Ngài chơi, để rồi làm lan rộng tinh lành nước Đức Chúa Trời, cha, lan rộng nước của Ngài ra chơi. Ôm cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Ôi xin Ngài bảo vệ tất cả những con cái, tất cả các anh chị em, cha mẹ của tất cả các cô chú, cũng như chính con, cũng như mục sư con chơi, để trong cái sự bảo bọc của Ngài, cha, chúng con là những người mà sẽ đem cái gọi là cái nước của Ngài bao phủ tất cả các gia đình của mình, bao phủ các anh chị em của mình, cha. Để rồi họ sẽ thấy được cái sự quản trị, thấy được cái sự gọi là chăm sóc, thấy được cái sự hướng dẫn của nước của Ngài trên đời sống gia đình, trên hôn nhân, cha. Cảm Ngài rất nhiều, Chúa con. Cùng dân tất cả anh chị em con cho Ngài, và con cầu nguyện danh Đức Chúa Christ. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Đời câu 15, đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng gió thổi, trên bông hoa kia nó chẳng còn chỗ nó mọc, không còn nhìn biết nó nữa. Thì ở đây khi mà một con người cũ, một con người chưa được sinh lại thì hẳn là chắc chắn là phải chết rồi. Mà cái đời sống mà gặp gỡ được, sống trong giao ước của Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa thì quá là tuyệt vời. Mình biết được rằng cái giá trị của khi mình nhận biết Chúa trong cái đời sống như mình đang được dạy dỗ ở đây đó, trong đội đặc nhiệm này, qua người thầy giáo ở đây, thì mình biết được rằng khi mà được sinh lại, mình biết được cái giá trị của mình quá là tuyệt vời. Mình được ở trong Ngài, và càng ngày càng nhận biết Ngài, nhận biết mình. Và Ngài còn cho mình thấy được rằng mình giống Ngài bao nhiêu, Ngài yêu mình bao nhiêu. Thì cảm tạ Chúa. Khi đọc lời của Ngài, ngồi tương giao, mình mới thấy được rằng một con người cần được sinh lại để mà thực hiện những cái điều của Ngài hưởng, chứ trước tiên là hưởng thôi. Ngài cho mình hưởng cái tình yêu và lòng thương xót của Ngài, và nhận biết Ngài càng ngày càng hơn, thấy được cái đời sống của mình không phải như cây cỏ nữa đâu, thật là giá trị qua cái sự đổ huyết của Chúa để chuộc lấy mình về. Và câu 17, trong sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho những người giữ giao ước Ngài và nhớ lại các điều mỗi Ngài đã làm theo. Cảm tạ Chúa. Thì một người được sinh lại bởi Ngài, được lớn lên trưởng thành ở trong Ngài, thì càng nhận biết Ngài bao nhiêu thì cái sự kính sợ Ngài và có cái đức tính của Ngài là công bình cái đức tính này với cai trị được chính lòng của mình và làm theo cái mệnh lệnh của Ngài, đó là giống Chúa và cai trị. Ở đây khi mà một người mà được sự dạy dỗ của Ngài, nhất là trong cái lĩnh vực hôn nhân,
Thì khi mà lãnh vực hôn nhân là một người nam, người nữ và được trưởng thành, được lớn lên và được sự dạy dỗ trong hôn nhân thì chắc chắn là phải sinh sản ra những cái dòng dõi thánh cho Ngài. Thì cảm tạ Chúa cho anh chị em mình có cái sự dạy dỗ về cái công nghệ làm người. Chắc chắn là khi mình đã có được cái chuyên môn này Ngài đang dạy dỗ thì mình sẽ sinh ra những người nam thánh sạch và có cái bản tính của Ngài là tính thánh sạch, công bình và lòng thương xót, cũng sinh ra những con người nữ như vậy để mà kết hợp lại một cái hôn nhân ở trong Ngài đẹp ý muốn của Ngài và sinh ra những cái dòng dõi chắc chít và thánh sạch cho Ngài. Cảm tạ Chúa. Và khi những cái con người mà được sự dạy dỗ chuẩn bị mà huấn luyện như vậy thì chắc chắn là có cái bản tính cai trị rồi. Cai trị, Chúa sẽ lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị muôn vật. Thì anh chị em mình khi mà tiếp nhận Chúa và đi theo cái con đường lối được Ngài huấn luyện thì mình cũng trở về cái mệnh lệnh của Ngài ban đầu là tiếp tục giống Chúa và cai quản và đem cái vương quốc của Ngài giao truyền tin mừng vương quốc của Ngài và giao truyền chính Ngài giao truyền tin mừng vương quốc và giao truyền những cái gì mà thuộc về Ngài để mà dưới truyền quyền tệ trị của Chúa đấy. Thật cả Chúa khi mình đi con đường này thì chắc chắn thiên sứ như em Nam được tỏ bày đó. Có Chúa cùng các thiên binh trên trời trợ giúp. Và các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm tạ Chúa công việc của Ngài, Ngài cũng đã trao cho mình để cộng tác với Ngài trong cái công việc. Thì khi làm trong cái công việc thánh này, đó là cái chiếc áo cưới mà Chúa cũng đã nói cho anh chị em mình, đó là cái chiếc áo công bình để mà mình làm những cái công việc cho Ngài. Và khi mình làm như vậy là mình cùng với Ngài để mà may cái chiếc áo cưới với người chồng của mình là Đấng Christ Jesus. Lời cầu nguyện. Ôi trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng con. Đó là lòng thương xót của Ngài dành cho chúng con. Đời của chúng con lẽ ra là như cỏ, như hoa cỏ rồi Cha. Nơi chúng con mọc lên cũng chẳng còn vết tích gì bởi vì tội lỗi của chúng con, nhưng bởi vì lòng thương xót của Ngài đã thương yêu chúng con và đã nâng chúng con lên để mà cho chúng con gặp gỡ được Chúa Giêsu. Ngài sinh lại chúng con từ trên cao và Ngài dạy dỗ hướng dẫn chúng con được đầy ắp tình yêu của Ngài trong thánh linh của Ngài. Ô trời ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Và giờ đây mỗi ngày đời sống của anh chị em của chúng con đây, em Nam, em Hiến, vợ chồng Trung Chi, em Thủy, con anh Hậu và chị bé đây, cũng như đặc biệt là người thầy giáo mà Cha đã gửi đến cho chúng con để mà cho chúng con được trao dồi, được huấn luyện sự dạy dỗ trong tình yêu của Ngài, trong hôn nhân giữa chúng con với Ngài nữa. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Mỗi ngày đây Ngài đang huấn luyện cho chúng con và chỉ dẫn cho chúng con một cái ngành chuyên môn, đó là công nghệ làm người Cha, để chúng con sinh sản ra những con người nam là người và người nữ, là những cái con người mà làm theo cái giá trị mà Ngài muốn cho chúng con khi mà Ngài sinh lại họ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa biết bao những cái kỳ công lớn lao, những mầu nhiệm cao cả mà Chúa muốn cho con người được hưởng, Chúa muốn tỏ cho con người
như chúng con đây, chúng con có thái độ, chúng con có tấm lòng để chúng con chờ đợi những điều sự Chúa tỏ bày cho chúng con mỗi ngày. Trước tiên Chúa, chúng con nhận ra được sự tỏ bày là Ngài yêu chúng con dường bao. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài, mà lòng thương xót của Ngài dành cho chúng con dường bao, cho chúng con nhìn thấy được cái sự mà Chúa tỏ bày cho chúng con thật là lớn lao như thế nào. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì tình yêu cao cả này. Chúng con cứ lấy từ tình yêu này để chúng con trong cái dòng chảy đó, chúng con yêu những người chồng, những người thân yêu của chúng con cái của chúng con, người vợ, chúng con yêu bằng tình yêu này Chúa ơi. Bởi vì chúng con đã từng yêu những cái tình yêu của Babylon, con người cũ rồi. Cái tình yêu đó giữa bạn bè, thân hữu, tất cả nó chỉ có cảm xúc mà thôi. Và khi có những chuyện gì xảy ra thì cái tình yêu đó nó tan thành như mây khói. Nhưng chúng con yêu Chúa, chúng con yêu Ngài bằng tình yêu của Ngài cho chúng con thì sẽ còn đời đời Ngài ạ. Bởi vì tình yêu của Ngài còn mãi đời đời. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài mỗi ngày đây, Ngài cho chúng con cái tấm lòng của chúng con thật là thanh sạch. Bởi vì chúng con yêu Ngài bằng con người mới, con người mà Ngài sinh lại chúng con từ trên cao. Cha ơi, con cảm tạ tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Và chúng con cũng tin chắc rằng cái sự huấn luyện này Ngài dành cho chúng con những năm tháng còn lại ở trên đất này để cho chúng con cũng hoàn tất mọi sự một cách tốt đẹp. Bởi vì các thiên binh đang trợ, các thiên sứ đang trợ giúp chúng con, và đặc biệt hơn nữa là Thánh Linh ở trong chúng con. Ngài đang dạy dỗ và cho chúng con được hoàn thành những cái áo vải gai mịn cho Ngài chơi, là những cái công việc công bình công chính, để khi dòng dõi thánh của chúng con, các con cái của chúng con, chất chít của chúng con, thuộc thể cũng như thuộc linh, để có cái bản chất của Ngài đó là sự công bình, để mà lấy lại cái sự mà thế gian nó làm cho dơ bẩn chưa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con chính sự công bình này, chúng con sẽ thi hành sự công bình này và sự ngay thẳng cho những cái con người hà hiếp, nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con cha đang bị hà hiếp dưới những ách của cộng sản nữa. Chúa ạ, ô Chúa ơi, chúng con đang được sự dạy dỗ của Ngài, và chắc chắn rằng khi mà những cái bông trái mà Ngài đương bông trong ươm ở trong lòng của từng anh chị em của chúng con đây thì Ngài đúng thời đúng buổi Ngài sẽ cho nở rộ ra chứ ạ. Còn việc của chúng con ở đây, chúng con để cho Ngài hạ mình khiêm tốn, chúng con mở tấm lòng của chúng con ra, không có cứng lòng mà để thật là mềm lòng để cho Ngài dạy dỗ cho chúng con, và tâm trí của chúng con được Ngài chiếu sáng cho chúng con được ơn thông hiểu để mà nhận ra được tất cả những cái điều mà Ngài dạy dỗ cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cần sự thông hiểu của Ngài càng ngày hơn nữa. Chúng con nhận được, chúng con cần ân điển của Ngài càng ngày hơn nữa để mà những cái công việc chúng con hoàn tất trong công việc học hành và thầy giáo của chúng con. Và Chúa muốn chúng con, Chúa còn muốn cho chúng con hoàn tất những cái công việc lớn lao cho Ngài, thì chúng con làm trong ân điển của Ngài, làm trong đức tin mà Ngài ban cho chúng con, làm trong tình yêu Chúa ạ. Và thân thể của chúng con đây đã thuộc về Ngài, linh hồn của chúng con đã thuộc về Ngài, bởi vì chúng con đã được sinh lại bởi tâm linh của chúng con. Cha ơi, chung cái sự trật tự của Ngài, chính vì vậy chúng con đã được yêu Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tâm trí của chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, xin Chúa chúc lành và chúc phúc cho hôn nhân của chúng con và hôn nhân của các em, cho em Hiến và em Nam, cho tương lai. Chúa ạ, Chúa sẽ chọn cho các em là những người nữ mà được đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, và Chúa cũng nhìn thấy hôn nhân của người thầy giáo của chúng con đang trong cái tình trạng như thế nào là Ngài thấu suốt hết, và Ngài đã biết trước rõ trong cái tương lai của người thầy giáo của chúng con tốt đẹp và trọn vẹn dược bao. Thì chúng con giao cái đời sống hôn nhân của người thầy giáo đó cho Ngài, trong cánh tay của Ngài, Ngài gìn giữ. Chúng con không thể nào mà cầu nguyện theo ý của chúng con được. Chúng con biết chắc được ý của Cha lúc nào cũng càng tốt và tốt hơn nữa Cha, thì chúng Cha sẽ dành sự tốt nhất cho người thầy giáo của chúng con.
Cha, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn chị Hương. Cả đoạn Kinh Thánh 103 này rất là dài ha, khá nhiều thứ ở trong đây. Và hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho nhân gia đình, thì anh chị em cứ để ý, có một số để ý chỗ nào cũng hay cả, là chỗ nào cũng hay cả ở câu 7 đấy, ý là ngày bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, cho Môi-se biết các công việc của Ngài. Đấy, điều rất quan trọng. Như mình với Môi-se đấy, khi mình mà cầu thay, cầu nguyện cầu thay đấy, thì khác với dân Môi-se cứ cầu cho được đấy. Cầu cho xong thấy cái nan đề nào cứ cầu. Nhưng mà khi đứng ở cầu thay thì chúng ta biết là đứng ở nơi bị cầu thay là chúng ta phải thấy giá trị là nhìn cốt lõi này. Chúng ta biết, chúng nhắc lại điều này mình chỉ mới được học rồi, nhưng mà cứ nhắc lại cho nó cái thịt của mình. Bởi vì là trong học, trong sư phạm ấy, thì người ta nói là mát uchia nhỉ, tức là cái sự bốc đê nhỉ, tức là sự đọc lại đấy, cái sự mà cứ nhắc lại đấy, nó là mẹ của giáo lý mà. Anh chị em nhớ không? Khi chị em hồi xưa ấy, dạy dỗ cái gì ấy, cũng phải làm lại nhiều lần đúng không? Cho thành thói quen ấy. Nhắc nhở con của mình ấy, phải nhắc đi thành thói quen, làm thật nhiều thành thói quen. Đấy có ba cái điều quan trọng cho đời chúng ta mà chắc chắn là nó thành công, đó là sự khôn ngoan, sự thông hiểu và thói quen. Khôn ngoan thì biết làm thế nào, sự thông hiểu thì giúp cho mình làm rõ ra thế nào, thói quen thì mình cứ làm thật nhiều lần thôi thì nó thành kỹ năng của mình. Ta thành thịt đấy, lời thành thịt đấy. Thì cứ phải nhắc lại là mình như là Môi-se đấy, có giá trị cốt lõi nào đấy để biết đường lối của Chúa, sau đó là sống theo đường lối đấy và để cái đường lối đấy nó thành thịt của mình luôn. Mình vừa đang ngủ quá, người ta hỏi cái gì phát mình mở mắt ra mình trả lời được ngay, không có cái gì tôi đã để tôi rửa sách đó. Anh Trung bật máy tính lên, máy tính nó lại hết điện nhận. Ôi, mượn điện thoại của chị Chi này chạy đang ở chỗ làm việc. Thôi, không trả lời được nhá, xin lỗi nhá. Thế thì hỏng việc mất. Nhiều cái lúc nó đòi hỏi chúng ta phản xạ ngay. Chúng ta rất cần mình ở trong mình. Chúa Thánh Linh đã ở trong mình rồi mà. Thế qua lại sống mình với Chúa làm chuyện rồi. Nên Trung muốn ấy, qua lại sống ấy, nó sinh ra bông trái là tính cách của mình đấy. Tất cả những cơ đốc nhân, nhiều người họ cứ quan hệ với Chúa nhưng họ quên mất một cái điểm là bông trái của mối quan hệ. Điều gì cũng có bông trái cả đúng không? Chẳng có điều gì cứ quan hệ để quan hệ cả. Thế mà quan hệ nó phải sanh ra bông trái. Để tính cách của Chúa trở thành tính cách của mình. Đấy là kết quả của cái quan hệ đấy. Và Môi-se thì Ngài bày tỏ cho đường lối của Ngài. Đường lối của Ngài, Môi-se là cái người được cứu khỏi nước ấy. Môi-se, chúng ta biết ông Môi-se như nào rồi, chúng ta học các bài học nào về ông Môi-se, cũng sự kỳ diệu của Chúa cứu ông đấy đúng không? Từ một cái người mà ở đáng bị giết đấy, thế mà ơn đẹp lòng của Chúa mới trên ông đấy là chuyện khác luôn. Phao-rô ra lệnh giết hết tất cả mọi người đứa trẻ đấy ở đó, tương tự như là thời Chúa Giêsu đấy, tại vì Môi-se đấy cũng bày tỏ Chúa Giêsu ra mà, anh em thấy không? Không chỉ nhìn theo Môi-se thôi đâu, mà Môi-se, Joseph hay ai đấy đều bày tỏ ra cái gì đó của Chúa Giêsu, tại vì họ đều có Chúa dựng lên mà, và Chúa Giêsu cũng là con người, đấy. Thực ra là tất cả những con người ở trong Kinh Thánh ấy, đấy, mà những cái tín đồ tích cực đây, em ạ, chúng ta đều nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong đấy. Những tính cách tích cực của họ đấy, chúng ta đều nhìn thấy Chúa Giêsu trong đấy cả. Và Môi-se biết đường lối, ông biết đường lối. Khi biết đường lối là phải trả giá rồi. Tôi biết đường lối, chẳng có ai không chịu trả giá mà nhận được đường lối cả. Biết cái cách thức của Ngài do ông nói chuyện tương giao với Chúa. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh chúng ta thấy là Môi-se phải thưa chuyện với Chúa như nào đúng không? Đúng không anh chị em? Phải đi đi vào đồng vắng. Mà cái chuyện cuộc gặp gỡ của Chúa với ông ấy cũng kỳ lạ. Đấy. Ông ấy có cái chuyện là ông cũng bất bình. Đấy. Ông tự bất bình cũng yêu ai ạ?
yêu Israel ấy, nhưng mà lại cũng vừa vừa yêu vừa ghét lẫn lộn với nhau nữa, bởi vì ông ấy bị dân Israel trả thù mà, dân Israel chửi ông ấy, mách ông ấy, bẩm báo ông ấy chuyện ông ấy giết người Edito để ông ấy phải bị truy nã, ông chạy trốn ra đến vườn, chạy trốn sang ra đồng vắng, xong rồi gặp cái dân Madiam đấy để mà xong rồi cưới con gái của cái ông thầy tế lễ ở đấy làm vợ. Anh chị em mình còn nhớ không? Alo. Anh chị còn nhớ chứ? Anh chị còn nhớ cả cuộc sống của Môi-se nữa. Môi-se mà khi sống ở đồng vắng đấy, ông làm thế nào? Ông ấy cũng phải là bảo vệ cả cái người yếu thế, đúng không? Có để ý thế không? Có. Anh chị có thấy cái cách không? Đấy. Không phải là ông ấy thể hiện như kiểu dính răng giang hồ đâu, hiểu không? Ông ấy của mình mà. Nhưng mà ông thấy bọn chân chiên kia nó đến nó hiếp đáp những người yếu thế, ông đứng ra ông bảo vệ. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy cái tính cách này. Lúc đấy là Môi-se là vẫn còn chưa chưa tự gặp được Chúa, đúng không? Vẫn chưa gặp Chúa đấy, nhưng mà đã có cái tính cách rồi, đã có phải những cái người mà họ thì họ thấy cái sự bất công ấy, là họ phải sao nổi dậy. Alo, của ai nó xạo đấy ạ? Của Hiến đấy, của ai? Các của con. Của Hiến đó. Ông thấy cái bất công ấy, là ông cất tiếng lên luôn, ông nói. Mặc dù là ông chưa được học hành cẩn thận, phải nói là cho chuẩn. Nên là cái phản ứng của ông, thí dụ như ông ấy nổi thấy người editor ấy hành hạ người Israel, ông thấy bất công là ông giao giết luôn. Đấy. Khi ông chưa học lời Chúa thì ông không biết phản ứng thế nào cả, ông làm sai trái. Thế nhưng mà cái động cơ của ông ấy là có cái gì đấy, ông binh vực dân của Chúa, ông có cái điều gì đấy ông làm, đấy. Có động cơ gì đấy để mà gọi là phục hồi lại công bình. Nên là cái sự công bình ấy, yêu sự công bình ấy, cái người là yêu lẽ thật đấy. Yêu công bình anh chị em ạ, đấy là cái người ở trong mắt của Đức Chúa Trời đấy, cái người mà ơn đẹp ơn đấy, thế là Chúa mới tạo ra một cái cuộc gặp cho ông ấy, là ông ấy nhìn thấy cái đám lửa cháy trong bụi gai mà không hề tắt đấy, còn gai vẫn trong tàn đấy, thấy cái đám lửa đấy thì ông ấy gặp được Chúa, và từ đấy chúng ta nhìn thấy là danh là Jehovah đấy, đấy được tỏ ra cho ông đấy, và nhiều cái chuyện xảy ra nữa như trong sách Xuất Ê Tụp Kỳ có bày tỏ thôi. Những đường lối ông ấy đánh bại với Chúa, Chúa tỏ ra cho ông cái đường lối, ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời, mà tôi tớ rất khiêm nhường, và dù cũng chúng ta cũng nhìn thấy cả những cái sự sai lầm của Môi-se trong cách lãnh đạo đấy, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy cái điểm mạnh của ông này, để học ông này, ông trả giá tìm kiếm Chúa thế nào. Có ai dám cầu nguyện đi lên trên núi để kiêng ăn với Chúa 40 ngày đêm không? Người anh chị em, ông kiêng ăn thì là cả kiêng uống nữa nhỉ, đúng không? Đấy. Chẳng mang gì cả, 40 ngày đêm mà phía trên đấy thôi, đi một mình thôi. Để ông nhận được nhận được hai cái hòm bản chứng đấy, nhận được hai cái tảng đá đấy, và cất trong hòm bản chứng đấy. Hai tảng đá là luật pháp của Chúa Trời đấy, mà cái luật pháp đấy là cho cả loài người đấy, tức là nói chung cho cả Israel đấy chứ. Israel tức là như là đại diện của cả loài người đấy, để được cứu đấy. Thì chúng cứu loài người mà thì phải có một cái tiếp điểm ở đó. Đấy. Thì Môi-se chính là cái tiếp điểm đấy. Và chúng ta học về các thời kỳ đấy, thời từ Adam đến Môi-se đấy. Đấy. Thì sự chết nó cai trị hết tất cả mọi người rồi. Thích hay không thích mà kệ, muốn hay không muốn mà kệ, sự chết, sinh ra đời bị chết hết. Vì hạt giống trong Adam đã bị phạm tội rồi. Chúng ta là chết hết tất cả. Và tất cả mọi người lúc đấy họ không còn cơ hội gì cả. Chẳng ai cơ hội gì cả. Tất nhiên chúng ta nhìn thấy có một người mà Đức Chúa Trời ngài nói trong Sáng Thế Ký đấy là Henoch, đúng không? Đấy, được đi cùng đồng đi với Chúa đấy, xong được Chúa cất đi đấy. Được Chúa cất đi, cái nghĩa cất đi đây không có nghĩa là được lên lên thiên đàng ngay lập tức người đầu tiên đâu. Có thể cái nghĩa nào đấy của Đức Chúa Trời, chuyện nên Chúa bày tỏ cái riêng tư khác nhau thôi, không có nghĩa là được lên thiên đàng cùng Chúa. Chúa cất, cái từ cất đi có nhiều nghĩa. Chúa cất về cái chỗ nào đấy của ngài. Không ai nói được cất đi đâu, cất lên thiên đàng hay là cất ở một cái nơi ở dưới địa ngục, xong rồi đợi Chúa Giêsu đến giải cứu.
Đang nói gì với Môi-se anh chị em nhỉ? Dạ, tao nói là dám trả giá. Rồi Môi-se được tỏ đường lối. Ông được trả giá đấy, ông nhận được cái bản thiết kế đấy, ông nhận được cái bản cái điều răn đấy, mà cái điều răn đấy nó thay đổi được lịch sử luôn, đúng không? Chính điều răn đấy đấy, đấy mới giúp cho dân Israel ấy, mới hình thành được ra làm sao để cứu được, làm sao được biết điều tốt, điều xấu nào đấy để mà gìn giữ cái dòng giống đấy, được gìn giữ, rồi tiếp tục là từ đấy, đấy để mà ra được cái dòng giống của ai, của David, dòng giống của những người mà yêu mến kính sợ Chúa sau này đấy, những dòng giống tiếp theo đấy, để tiếp tiếp để mà qua đấy là Chúa Giêsu vào đời, thì Chúa Giêsu vào đời như thế nào chúng ta biết rồi, sau đó là cả thế gian này nhờ đức tin qua ngài mà được cứu đấy, chúng nhìn thấy điều đấy. Thì nếu chúng ta ấy, có cái đời sống tương tự như Môi-se chẳng hạn anh chị em ạ, thì dòng giống chúng ta cũng có hy vọng mà. Amen. Trả giá như vậy đấy, thì Chúa cũng cho chúng ta được những cái bản thiết kế nào đấy cũng tương tự như Môi-se đấy. Chúa dùng Môi-se để cho cái bản thiết kế là cả luật, bộ luật của ngài để giữ gìn được cái dân Israel đấy. Thì cũng như vậy thôi, khi Chúa chúng ta trả giá với nào đó với Chúa, tìm kiếm ở với ngài, kính sợ ngài đấy, thì Chúa cũng cho chúng ta một cái bộ luật nào đấy, một cái bộ luật riêng nào đấy anh chị em ạ, một sự bày tỏ riêng nào đấy mà nó có thể thay đổi một cách ngoạn mục đời sống, cái dòng giống của mình nữa, như là Môi-se vậy. Đấy là lời hứa của Chúa với người mà kính sợ Chúa đấy, là Chúa để xem vi phạm xa khỏi chúng ta, vì Chúa thương xót cái kính sợ ngài mà. Thương xót là được ơn ấy. Cái người mà kính sợ Chúa đấy thì họ được cái ơn thương xót, hay là cái ơn đẹp lòng anh chị em mà chúng ta nói đấy, ơn đẹp lòng, ơn thương xót đấy, đầy trên cái người mà kính sợ Chúa. Cái kính sợ Chúa, cái lời hứa là ngài, sự nhân từ của ngài là dành cho những người kính sợ ngài đời đời luôn, có đời đời luôn, không phải có một tí thôi mà có đời đời. Sự nhân từ của Chúa đấy là cực kỳ hay, nó không ở cái đời người đấy thôi mà nó có đời đời cho người kính sợ Chúa. Ơ mình nhận được ô tuyệt vời, chỉ cần một cái thế hệ, chỉ có một người đó kính sợ Chúa thôi nhé, hết lòng, hết thực sự kính sợ Chúa nhé, rồi xong là sự nhân từ cho đời đời luôn. Và sự công bình dành cho chắt chít của họ luôn, thấy không? Tức là những cái người mà chắt chít con cái của họ, dòng giống họ sau này là có hy vọng, anh chị ạ, thấy chưa? Kể cả họ sai trái đâu nữa, họ vẫn có hy vọng. Chúng ta nhìn thấy như là dân Israel ấy, vì sự công bình Chúa hứa đấy, xong đấy, dân Israel kiểu gì Chúa vẫn cứ phải cứu, thấy không anh chị em? Dù nó cả nó sa ngã, nó bại hoại, nó đùng đủ các trò thế nào đấy, Chúa vẫn phải đợi cứu. Đến khi thậm chí nó đến nó giết cả đấng Mêsia của nó đi ấy, thế mà Chúa vẫn phải đợi để cho cứu, bởi vì sự hứa của Chúa thôi. Chúa lại hứa, Chúa không thể chối lời ngài được rồi. Sự công bình của ngài dành cho chất chít của họ luôn. Đấy, cái người kính sợ Chúa là người gìn giữ giao ước với ngài, nhớ lại rìu mối của Chúa để làm theo mà. Đấy, cái người kính sợ Chúa ấy, tức là họ chỉ có cố gắng tìm một cách để vâng theo lời răn của Chúa, chứ vào làm điều này, đừng làm điều này, làm điều này, không nên được làm điều này, thế thôi. Họ chỉ thấy tức là họ làm theo cái sự mà không phải họ sợ cái chuyện phạm tội là chết mất nhá, họ sợ là họ muốn làm đẹp lòng Chúa Trời, anh chị em. Cái sự kính sợ Chúa nhá, nó khác với cái sự mà sợ hãi, anh chị em. Sự sợ hãi là hoảng quá xong phải làm không theo ý của mình, tức là mình bị bóp nghẹt ý chí đấy, và ý chí của nó bị tê liệt đi đấy. Thì Chúa không muốn sự sợ của chúng ta như vậy, anh chị em ạ. Cái sự kính sợ Chúa cho chúng ta cái sự thương liêng nhá, và chúng ta thấy tôn kính ngài, và chúng ta muốn làm theo, làm điều đẹp lòng ngài thôi, chứ không phải là do sợ của thần hồn nó thần tính, sợ quá như là như bị cướp đấy, là run hết người không có gì cả, run hết cho nó, mà bên trong thì không muốn. Anh chị em có nhìn thấy không? Tương tự như người bị cướp đấy, cũng có sợ nhá, nhưng bên trong thì không muốn đưa đâu. Alo, anh chị em nghe rõ không? Tức là miễn cưỡng ấy, họ làm cái điều đó một cách miễn cưỡng. Thế còn người kính sợ Chúa ấy, là làm một cách gọi là vui mừng. Amen. Làm một cách gọi là tự nguyện, vui mừng đấy, đẹp lòng Chúa đấy.
Thì Chúa nói thế và mình amen, amen, cho con làm một cái vui mừng, một cái hớn hở cơ. Chứ không phải là một cái miễn cưỡng. Đấy. Thì cái điều răn, mình nhớ lại điều răn của Chúa. Mình làm cái giường muối của Ngài, nhớ lại giao ước, giữ giao ước của Chúa, thực hiện cái điều răn của Chúa, nhớ cái giường muối của Chúa để làm theo đấy. Để mà làm cái tự nguyện đấy, làm tự nguyện, làm cái vui mừng hớn hở. Chứ không phải là làm cái miễn cưỡng phải làm ơi. Thì khi người kính sợ Chúa thì thôi rồi, những điều này Chúa hứa thôi, sự nhân từ của Chúa còn đời đời, sự thương xót Chúa còn đời đời cho người đấy, dành cho chắc chít họ luôn. Đấy, nên khi đến chúng ta cầu nguyện cho dòng dõi, cho hôn nhân gia đình của mình, rồi cho nhiều cái điều khác đấy, thì bất kể điều khác thì sự kính sợ Chúa là tuyệt vời lắm chứ. Sự kính sợ trời là khởi đầu luôn, mà khởi đầu tất cả một sự thông kháng đủ hơn, sẽ biết cho chúng ta biết phải làm cái gì hết mà. Sự kính sợ Chúa Trời đấy, mà sách truyền đạo có nói là kết thúc đấy, đó là sự kính sợ Chúa là nền tảng của mọi sự luôn đấy chứ, là tất cả mọi sự ấy, là bản chất của mọi sự đấy, trong tiếng Nga đấy. Cái lời kết của lý thuyết này là sự kính sợ Chúa Trời là nền tảng, là sự kính sợ Đức Chúa Trời là bản chất của mọi sự luôn. Nó như vậy. Hallelujah. Hallelujah. Khi kính sợ Chúa, đất sợ Chúa, Chúa cảm tạ Chúa vì lời của Ngài, cho thật nhiều điều để Ngài dạy cho chúng con, cho như hôm nay, Ngài muốn nhắc lại chúng con nhiều nhiều điều trong đó sự kính sợ Ngài, cho đất sợ Chúa, Chúa nhìn thấy các tổ phụ chúng con trước đây, đâu ai đó kính sợ Ngài, chính vì có sự kính sợ Ngài đó mà sự cứu rỗi mới đổ cho chúng con, Chúa ơi. Sau này khi chúng con lên thiên đàng, Chúa ạ, chúng con sẽ tìm gặp được cái người mà qua cái đó, mà sự cứu rỗi, dòng sự nhân từ công bình của Ngài đổ cho chúng con đây, Chúa ạ. Hiển nhiên chúng biết đó là Abraham, hiển nhiên chúng đó, chúng con biết đó là Isaac, chúng con biết đó là Jacob, Israel của Ngài rồi, Chúa ạ. Hiển nhiên chúng con biết là những người mà thuộc dòng dõi của Israel rồi, Chúa ạ. Nhưng chúng con biết là cả cái dòng dõi Việt Nam của chúng con nói, Chúa ơi. Mà khi tổ phụ chúng con đi giải rác các nơi đó, Chúa ạ. Chúng con chưa biết rõ cụ thể là ai, nhưng chúng con cũng muốn sau này ở trên thiên đàng, Chúa ạ, chúng con sẽ nhìn thấy cái người đó, là người mà kính sợ Ngài, Chúa ạ. Và chính vì sự kính sợ đó, Chúa ạ, mà sự công bình, sự nhân từ Ngài dành cho họ, cho người đấy mới đổ lại trên chúng con đây, Chúa ơi. Chúng con biết ơn họ, Chúa ạ. Và chúng con nhận ra bài học đó, để tất cả dòng dõi nơi sau cho được phước, Chúa ơi. Vì Ngài luôn nhìn thấy chúng con như là nhìn thấy một hạt giống, mà trong đó lại có vô số các hạt giống nhỏ khác, Chúa ạ. Vô số các dân, các nước, Chúa ơi. Ngài không nhìn chúng con như là một con người cá nhân cụ thôi đâu, Chúa ạ. Ngài nhìn thấy, là đứng đầu cả một dân, cả một nước, như thế chúng con nhìn thấy như Jacob, như Israel, Chúa ơi. Từ một người Israel thôi, Chúa ạ, mà ra cả cái dân tộc Israel đó, mà ra cả đấng cứu thế đó, Chúa ạ. Ra cho đứng giải cứu nhân loại đó, Chúa ơi. Thì Ngài nhìn chúng con cũng tương tự như thế. Ngài nhìn chúng con như là cả một cái dòng giống, ra cả những đấng cứu thế, ra những đấng giải cứu nhân loại, và chuẩn bị cho Ngài một dân sẵn lòng, Chúa ạ. Chuẩn bị cho Ngài quyền thế của Ngài, Chúa ơi. Chúa ơi, vì thế mà chúng con còn cầu nguyện để chúng con có sự kính sợ Ngài hết lòng, Chúa ạ. Hãy dạy dỗ chúng con đi trong đường lối của Chúa, hãy dạy dỗ chúng con sự kính sợ Ngài, Chúa ạ, để chúng con biết đường lối của Ngài, Chúa ạ. Urasaka, để tất cả điều gì Chúa con làm, Chúa ạ, làm sự khiêm nhường, sự tự nguyện, Chúa ạ, làm trong sự vui mừng, trong sự hớn hở, Chúa ạ. Không phải sự lầm bầm, Chúa ạ, cau rau đầu rau đó, mà sự kính sợ Ngài, sự hớn hở, Chúa ơi. Để chúng con làm thì Chúa nó cũng tìm cách để làm đẹp lòng Ngài, làm vui lòng Ngài, Chúa ạ. Zakadabaravi, vì chúng con là vợ của Ngài. Sau này nữa, Chúa ơi, hãy tập dượt chúng con, Chúa ạ. Hãy tập dượt chúng con để Chúa muốn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự, Cha ơi. Zakadabaravi, thánh linh ơi, ở trong chúng con, Ngài đứng trong chúng con, Chúa ạ. Ngài biết sự yêu đuối chúng con, Ngài biết được cái sự nặng nề của con người cũ, Chúa ạ. Ngài biết sự khốn nạn của nó, Ngài biết được bao nhiêu năm nay chúng con bị sống, bị sa đọa như thế nào cái con người cũ, Chúa ạ. Và Ngài biết rằng nó là
không thể nào cứu nổi được, nó là hết thuốc chữa cho ạ. Ô Rasakara vì thế, ô cái thuốc, điều thuốc duy nhất mà ngài đến đó đập tát nát nó đi cho ạ. Ô để mà xây là con người mới cho ạ. Ô cũng như Chúa Giêsu đến rồi nói là hủy phá cái đền này đi, ô hủy phá cái đền thờ đi cho ạ. Lệnh của ngài là hủy phá đền thờ đi để ta xây lại trong 3 ngày cho ạ. Ô ngài xây lại đền thờ mới chưa? Ô Rasakara vì thế, không chỉ sống lại của ngài, nhưng mà đó là cả cái đền thờ mà chúng con đây chưa? Ô cái con người cũ đây nó cần phải hủy đi, dù nó có xây dựng bao nhiêu năm chăng nữa, dù nó bao nhiêu giáo chủ, bao nhiêu tôn giáo cố gắng xây dựng các tôn giáo còn bằng con Babylon đấy thế nào chăng nữa chưa ạ, bằng các học thuyết, bằng các giáo điều lễ nghi đủ các mọi trò chưa ạ, nhưng mà vô tích sự chưa ạ. Ô vì lệnh của ngài là phá nó đi, ngài phá nó đi, ô để ngài xây lại chưa ạ, ngài đã xây lại rồi, ngài đã xây lại cho chúng con rồi chưa ơi. Ô Rasakara Babylon là con người mới chúng con, ô là con người mới giống hệt ngài chưa ạ. Ô Rasakara nguyện chúng con chưa cùng với ngài để dọn sạch đền thờ cũ chưa ạ, cái đền thờ mà nó phải bị đập phá rồi đó chưa ơi. Ô ngài sẽ chúng con thì chúng con là người cùng với Chúa để mà dọn cái đền thờ đó, để hủy phá cái đền thờ cũ đấy chưa ạ. Ô Rasakara để đập nát hết cái đền thờ cũ là con người cũ của chúng con chưa ạ. Ô là để mà dọn hết các tàng tích ô bẩn thỉu của nó chưa ạ. Ô Rasakara Barabirushi Karabarabirushi, ô để sạch hoàn toàn với ngài chưa ạ. Ô là chúng con đã biết rằng chúng con được sinh lại bởi ngài, chúng con đã sạch rồi chưa ạ, chúng con được trong sạch hoàn toàn tuyệt đối rồi, vì chúng con được sinh bởi Thánh Linh của ngài và chúng con không thể phạm tội được chưa ạ, vì đã sinh ra từ Đức Chúa Trời chưa ơi. Ô là như Chúa Jesus Christ, ô đến từ Đức Chúa Trời thế nào, ngài đã sinh ô ra bởi Cha ra sao, ngài không thể phạm tội thì chúng con cũng vậy chưa ạ. Ô chúng con sanh ra bởi ngài để chúng con cũng không thể phạm tội được chưa ạ. Cả đấy là con người thật chúng con, ô vì chính bằng cái con người thật này mà chúng con dọn cái tổng thể chúng con, ô là cả con người cũ đó chưa ạ, mà chúng con cần tận diệt nó trong danh Chúa Giêsu. Ô Rasakara Barabbas, Chúa là đứng làm việc cùng chúng con chưa ạ, và ngài cũng gọi chúng con là kẻ hầu việc ngài, kẻ cùng làm việc với ngài chưa ạ, kẻ đồng giúp việc với ngài chưa ơi. Ô Rasakara trong việc giảng tin lành vương quốc ngài chưa ạ. Ô Rasakara như khi chúng con biết điều đó là giải bày điều đó cho anh em chưa ạ. Ô thì chúng con trở đến kẻ giúp việc ngay lành của ngài đó chưa ơi. Ô Rasakara chúng con muốn giúp việc ngài cách ngay lành, cho giúp việc ngài cái hiệu quả nhất chưa ơi. Ô Rasakara nguyện thần kính sợ Chúa đầy chúng con chưa ạ. Ô nguyện lòng chúng con luôn tự khắc ô vui mừng hớn hở để làm theo điều răn của Chúa Chúa ơi. Ô Rasakara Barabbas, khi chúng con giữa khi ngài ra bất cả mạng đó, yêu thương nhau, vâng phục nhau chưa ạ. Ô như người chồng yêu vợ mình, ô như thể Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình hội thánh Chúa ơi, và nguyện trong hôn nhân gia đình của chúng mỗi chúng con Chúa ơi, thì mỗi người chồng đó đều phải yêu vợ mình, nâng niu vợ của mình chưa ạ, như Đấng Christ yêu hội thánh chưa ạ, nâng niu hội thánh Chúa ơi, đến nỗi hy sinh ô chính bản thân mình vì hội thánh chưa ạ. Người chồng không có làm bầm với chuyện ô tôi đã làm điều đó rồi, cô phải làm đi, ô không có làm bầm, không có ô chia chác như vậy, không có chia không có ganh tị về công việc như vậy chưa ạ. Ô là trong gia đình, trong hôn nhân, ô trong sinh hoạt gia đình, trong việc kiếm tiền hay trong việc nuôi dạy con cái chưa ạ. Ô mà người chồng làm hết các bổn phận của mình chưa ạ, để làm gương Chúa ơi. Ô ra Sakara làm gương, ô làm gương Sakara để người vợ nhìn thấy và người vợ giúp đỡ người chồng những việc đó Chúa ơi. Ô để không nhìn thấy điểm tiêu cực chưa ạ, mà họ luôn nhìn thấy điểm tích cực của nhau cho để hoàn thiện, bồi đắp cho nhau chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Ô để tất cả người vợ đều nhìn thấy Chúa, nhìn thấy người chồng của mình. Ô như thể hội thánh nhìn thấy Đấng Christ vậy chưa ạ. Ô như đầu của mình vậy Chúa ơi. Sakada Badabun để vâng phục chồng như là Chúa của mình vậy Chúa ạ. Sakada Badabun ô ra Sakada Badabun để không có làm bầm, để không có nhìn thấy sự bất khiết hay sự sa ngã của con người cũ của người chồng mình. Ô ra Sakada để một trận rối loạn trong gia đình Chúa ạ. Nhưng mà để tất cả mọi sự trong sự hiệp hòa, trong sự công bình, trong sự bình an của ngài Chúa ạ. Ô cho sự hài hòa. Như hội thánh của Đức Christ vậy Chúa ơi, như ngài muốn vậy Cha ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Ô Rasakara Barabbas, và chính vì cái điều đó ra rồi thì con cái của chúng con cái của người vợ người chồng đó Chúa ạ, ô họ là bông trái của kết quả, họ là bông trái kết quả hài hòa giữa vợ và chồng Chúa ạ, và trật tự đã sắp đặt lại hết Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus. Ô Rasakara Barabbas, Chúa ơi, Chúa cũng thừa nhận rằng ô con cái chúng con, ô ngày nay giữa chúng con ai có đó là hậu quả của cái việc mà chúng con ô trong hôn nhân đã không đúng ô trước đây
đầy thôi chưa ạ. Vì thế mà chúng con lãnh đủ, đó là điều hiển nhiên chưa ạ. Ô, chúng con không có làm bầm vì Ngài một chuyện đó. Và chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã mở mắt chúng con để chúng con thấy sự sai trái trong quá khứ chúng con chưa ạ. Ô, Chúa ơi, mọi sự lại đều có ích cho người bên Chúa, tức là cho những kẻ mà Ngài đã định chưa ạ, theo ý Ngài đã gọi chưa ạ. Ô, rất sự vinh dự của Ngài, Chúa ơi. Rồi Ngài cho phép chuyện nó xảy ra, ô, để dạy dỗ chúng con và làm lợi ích cho chúng con, cho mình chúa yêu Ngài. Yêu Ngài hết lòng, yêu hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, Chúa ơi. Ô, đập vào Ngài, biến hết tất cả những điều ô, tưởng chừng là bất lợi đó cho chúng con thành có lợi cả, Chúa ạ. Ô, rất sự những đứa con, ô, mà tưởng như là hư hỏng, những đứa con tưởng như là không còn hy vọng nữa chưa ạ, của chúng con chưa ạ, ngược lại nó sẽ trở thành hy vọng chưa ạ. Ô ra ra cần làm vì Ngài, ô làm đấng quyết từ chết mà trở thành sống lại chưa ạ, và không những thế mà còn đặt ở nơi bên hữu Ngài, cơ trên trời cao hơn mọi quyền mọi phép mọi thế lực mọi quân chủ mọi danh, Chúa ơi. Thì cũng vậy, bất kể điều gì chúng con tưởng là chết rồi, bất kể điều gì chúng con cứ tưởng là chẳng hy vọng nữa trên con cái chúng con, ô trên hôn nhân chúng con, trên vợ trên chồng chúng con chưa ạ, hay trên điều gì đó trong gia đình chúng con, trên cha mẹ anh chị em chúng con chưa ạ, thì Ngài quyền làm sống lại chưa ạ. Orasakara, miễn là ô chúng con qua để sống với Ngài, Chúa ơi. Orasakara, khi chúng con có sống lại với Ngài thì qua chúng con làm sống lại tất cả cái điều gì đó. Orasakara, tưởng của chúng con chưa ạ, những điều gì đó mà như là hôn nhân gia đình người thân chúng con chưa ạ, thì Ngài sống lại hết chưa ạ. Ô vì chúng con là cái tiết điểm đó chưa ạ, cũng như Ngài đã nhìn thấy cả loài người đang hư mất chưa ạ, và họ đang chết khắc khoải. Ô thì nhờ cái sự vâng phục của Jesus Christ chưa ạ, là con người chưa ạ. Ô Rasakalababadibrosokol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 ibr
Ô thì cũng vậy thôi. Ô Ngài nhìn thấy cả cái dòng giống chúng con có thể bị hư hoại nhau đó, thì Ngài nhìn thấy sự vâng phục của chúng con cho ạ. Ô Rasakaram mà sự sống lại vào trong đó, ô để mà cứu cả dòng giống chúng con nữa Chúa ạ, trong danh Giêsu. Amen. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa, đấy là đường lối của Ngài, Chúa ạ. Đường lối của Ngài, ô ra ba ra ba như vậy, đường lối của Ngài là chúng con phải thay đổi mình trước, Chúa ạ. Chúng con rèn tập cho mình những đức tính của Ngài, ô những bản chất của Ngài, ô ra rèn tập những đức tính của Ngài, Chúa ạ. Ô ra ra ca ra ba ra như vậy, chúng con tập trung vào cái sự mà rèn tập đức tính của Ngài trong mình, Chúa ạ. Ô ra ra ca ra ba ra như vậy, khi Chúa đức tính của Ngài trong mình, Chúa ạ, chúng con sẽ yêu những người lân cận của mình, chúng yêu vợ, yêu chồng, yêu con cái, yêu cha mẹ, yêu người thân thích của mình, Chúa ạ, với tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Ô và nhờ cái tình yêu đó sẽ cảm hóa họ, Chúa ạ, và họ sẽ nhìn thấy ô tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Ô và lúc đó họ sẽ thấy cái tình yêu này trong sáng, tình yêu này là vô điều kiện, tình yêu này là thánh khiết thiêng liêng, Chúa ạ. Và nó sẽ, họ sẽ xung động, Chúa ạ. Họ sẽ không thèm nhìn tình yêu của tôn giáo, tình yêu ô bẩn thỉu, tình yêu ô uế khác nữa, Chúa ạ, vì họ nhìn thấy tình yêu đích thực, ô tình yêu đích thực, ô rasakadabamribribrib mà họ cần có, Chúa ơi. Ô vì tất cả mọi người của chúng con, tất cả người thân chúng con cũng được Ngài dựng lên cả, Chúa ạ, và Ngài dựng mọi người lên bằng tình yêu của Ngài và cho tình yêu của Ngài, Chúa ạ. Nên khi mà họ tìm thấy cái tình yêu thức đó, ô thì họ sẽ quay trở lại, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Và Chúa ơi, chúng con là cái mặt nạ của Ngài, ô chúng con hiện thân của Ngài, Chúa ơi, và Ngài hay dạy dỗ và làm việc của chúng con thật là tối đa nhất, Cha ơi. Ô để mỗi chúng con được bày tỏ ra được ô ra cái của báu đó, Chúa, trong cái chỗ đất này của chúng con, Chúa, để họ nhìn thấy, ô để tất cả người thân của chúng con đọc được cái lá tư tình của Ngài gửi cho họ, Chúa ạ, qua đời sống chúng con với rõ ràng nhất, Chúa ơi. Ô ra bên Jerusalem, ô đời sống chúng con thực ra sự sáng, Chúa ạ, ô để soi sáng cái sự sáng cho ô người nhà chúng con, cho người thân thích chúng con, cho hôn nhân gia đình chúng con, Chúa ơi. Ô ra để họ không còn bị tối tăm nữa, Chúa ạ, ô để họ nhìn thấy sự sáng, ô chói lòa qua chúng con, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Ô ra bên Jerusalem hãy giúp chúng con được sáng, ô và giúp chúng con trong việc chúng con vươn nơi cao, Chúa ạ, ô cái nơi phương bắc, Chúa ạ, ô để đặt ô ở trên núi, Chúa ạ, ô để cái thành ở trên núi thì không ai có thể quất đi được, Chúa ạ, ô để chúng con được thắp đó ở trên, ô không ở dưới thùng mà ở trên chân đèn, Chúa ạ, để soi sáng tất cả mọi điều, Chúa ơi, trong thành Chúa Giêsu, để người thân thích chúng con, gia đình chúng con, Chúa ạ, vợ chồng, ô con cái, cha mẹ chúng con, anh chị em chúng con, họ hàng chúng con, họ nhìn thấy ô cái sự sáng chói lòa tỏa sang đó, ô mà họ ô họ phải đến cùng sự sáng đó, Chúa ạ. Ô Rasakarabi hãy dấy cho nên ô Chúa ạ, ô cái sự sáng đó ở trong chúng con rồi, Chúa ạ, sự tối tăm bình đất, ô
ô sự ám bao bọc các dân, nhưng Đức Giê-hô-va đã tỏ sự sáng ngày cho chúng con, vinh quang ngài đã mọc cho chúng con rồi, chưa ô ra sa vinh quang ngài mọc cho chúng con rồi bởi thánh linh của ngài. Thánh linh ơi hãy bùng cho chúng con, ô ra sa ca đa bao chúa giêsu ơi, ngài đến quăng lửa đến và lửa cháy lên ngài ước ao chi nữa chưa, thì ngọn lửa ngu tuần, ngọn lửa thánh linh của ngài luôn cứ bùng mãi cho chúng con, chưa ô ngọn lửa thiêu đốt tâm linh chúng con, ngọn lửa thiêu đốt cả linh hồn chúng con, đô làm sạch chúng con, ô khỏi tất cả sự bất khiết không đẹp lòng ngài. Cha ơi trong danh Chúa Giêsu, Shakada bara urusi kada bara buru 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 oroso kada bara buru buru ora bara nguyện ngọn lửa này đốt sạch con người cũ chúng con, chưa ora sa đốt sạch con người cũ chúng con, chưa ora sa đốt sạch con người cũ chúng con, Shakada bara buru lại con người mà nó quấy rối chúng con trong cái việc mà chúng con làm theo ý của ngài đó, Chúa ơi Shakada bara buru mà chúng con phải có trách nhiệm để diệt nó, trách nhiệm để đóng đinh nó, chưa trách nhiệm ora sa kada buru buru khai trình ra cho bạn ngài, cho ô ra sai cây con người cũ dâm dật, con người cũ lười biếng, con người cũ vô trách nhiệm, ô con người cũ mà hê ham chơi ham ngủ, ô ham ăn, ô con người cũ ô ra sa ham xem, ô vinh dự hư không, ô tai nghe sự gian ác, mắt thì đoạn nhìn theo cái sự độc ác nào, chưa ô ra sa kadabar thì con người cũ đấy nó cần phải diệt chuột trong chúng con, ô ra sa kadabar si kadabar ô rosso kadabar di sen sa kanda. Hallelujah, hallelujah, cảm ơn Đức Thánh Linh, chưa ô vì ngài ở trong chúng con và chúng con làm mọi sự, ô nhờ là mọi sự để đứng ban sức cho chúng con, cảm tạ ơn Cha, chưa cảm tạ ơn Cha, ô cảm tạ ơn Đức Chúa Trời yêu dấu chúng con, Chúa ơi vì chúng con ở trong ngài, sự sống chúng con giấu chặt trong ngài, ô ra và chúng con làm mọi sự cho ạ, ô vì Chúa ơi ngài nói rồi, ô cả tin ta cũng làm việc ta làm còn làm lớn hơn nữa, chưa ô việc ngài đã làm rồi, chưa ô ngài làm đó sự vâng phục Cha đến nỗi mà chết trên thập tự giá, Chúa ơi ô thì chúng con cũng làm điều đó, chưa ô nếu ngài hứa mà chúng con làm được thì chắc chắn là chúng con phải làm được, chưa ô rất dây cả đám bây thánh linh ơi, ô ngài trong chúng con, ngài đớn cảm động lòng chúng con vừa muốn làm theo ý của ngài, ô rất dây cả để chúng con ô rất dây cả đám bây ô vâng phục được Cha, cho yêu mến kính sợ Cha, cho ô được chẳng làm điều gì không nhìn thấy Cha làm cả, chưa ô ra ba ra ba ra du ru so ku ra ba ra ba ra sa ka en du ru ô ro so ku ra ba ra ba ra ba du ru so du ru 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 ô ro so ku ra ba ra ba ra ba ra ba ra bu ru gu ru ju ra ba ra ba ra ba ra bu ru gu ru so chu du ru ô ro so ku ra ba ra du ru sa ka ra ba ra ba ra du ru ô ra trong danh Giêsu ta hủy phá mày Babylon, ô ra ba ra ba ra sa tăng ô tất cả liên minh của con thú Babylon ta nát tan thành trong danh Chúa Jesus Christ, sa ka ra ba ra du ru ru ô ro so ku sua cana ba 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 ra cho ta tà nát mày ra, ô ta chà nát mày ra, ta chặt đầu mày ra trong danh con ba luôn này, ô ra so con ba 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 ba, ô tin tôi nhìn thấy cái hình ấy, cái quảng quốc cái hình ảnh của con Babylon mà mặt nó cái đầu nó to phẹt anh chị ạ, như là cái người mà trong phim hoạt hình phim hoạt tuyến tưởng ấy, cái người ngoài ngoài hành tinh ấy anh chị ạ. Đấy, cái đầu nó tròn tròn nhá, nó mặt nó không xăm xun xun đấy, trông nó xấu xí đấy, tai nó như tai thì giả tai lợn tai gì đấy, đấy, ôi nhưng đầu dẹt ra cadaver đập nát tan ra trong linh xung, bởi vì nó đã bị nó bị mỏng, người nó rất mỏng nhá, bởi vì nó bị chúng ta chà nát thôi mà, ôi bị nó chà vì thế nó cứ mỏng ra, ôi nó sụp cô đã bơm rồi dây dợ lằng nhằng, ô tất thể mọi quan hệ liên kết của mày với tất cả kẻ khác ta đốt sạch, ta cháy, đâu hủy phá hết và đốt sạch tất thể mọi cái liên kết đó trong danh Chúa Giêsu, ô và không thể ta lần theo cái liên kết đó để đốt từng ô Rasaka mọi cái Babylon, ô của cái liên kết đó, ô Rasaka qua cái liên kết đó, ô ta lằng nhằng hiện ra, ô tất thể liên kết Babylon của ta, ô với ông ta. Ô của ta với của anh chị em ta với chồng của ta, ô với các con của cha ta, các con trai con gái của chúng ta, ô ra sa ca đa ba ta nhìn thấy qua cái sự liên minh ba luân cũ đó với cha với mẹ của chúng ta, ô ra sa ca với cha chồng mẹ chồng chúng ta, với cha vợ mẹ vợ chúng ta, ô với anh với chị với em của ta, với chú cháu của ta, ô tập qua tất cả liên minh ta đốt sạch, ta diệt hết tất cả, ô ra các ba luân của họ nữa trong danh Chúa Giêsu, ô ra sa ca
lỗi của Chúa, huyết của Chúa trên họ, ô để linh hồn họ được cứu, ô ra sang Canada ta diệt các Babylon của họ, ô và ô cứu linh hồn của họ, ô bóc linh hồn họ ra và dâng lại cho Chúa của mình, ô ra sang Canada tất cả kẻ mạnh dữ, tất cả mạnh sức kẻ giữ nhà, ô hủy diệt tất cả kẻ phù thủy, hủy diệt tất cả tà thuật, hủy diệt tất cả các Babylon, ô các quỷ tôn giáo, các quỷ tôn giáo Phật giáo, ô tin lành giáo, ô quỷ công giáo, ô rapara tất cả với quỷ tôn giáo tất nát tan như là ô rasaka quỷ mafia cộng sản, ô rasaka ô người ta ô rasaka tất cả quỷ ô lại thờ cúng ô người chết ô ra sakata nát tan người ta trong danh Jesus sakata barabba em dẫn đồ ô đã ban tam quyền phép tẩy đập đánh bỏ cả vào quyền mọi cái gì chân không chịu hại chúng ta được ô ra tràn nát mày ra sao tăng ô ra ra sao tăng mày đã bị bại trận rồi ô Chúa Giêsu đến đã chiến thắng mày đã tỏ cuộc thiên hạ rồi ô quyền phép của chúng ta là quyền phép ô ra gương của chúng ta đã uống rượu trời rồi ô ra sakata barabba ta tràn nát mày ra sao tăng ta tràn nát đâu có quyền mày gửi đến ra sáng ra lên mày phải đường từ chúng ta thì bảy đường sẽ chạy ra khỏi chúng ta trong danh Chúa Giêsu ô ta tràn nát nhỏ ra tàn nhát nhỏ ra sạc cả đám bao nhiêu ô băm chúng mày ra nhỏ như bụi ô ném chúng mày ra bù ném ngoài đường sạc cả đám bao nhiêu số qua đám bao nhiêu bao nhiêu sạc cả đám bao nhiêu số qua sạc cả đám bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu số qua sạc cả đám 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 bao nhiêu số qua linh hồn hết sức hết trí khôn rồi. Ô ra sang cả đám chúng ta yêu người kính sợ ngài rồi. Ô ra sang đối vấn vương quang ra sạt tất cả gánh nặng kéo mặc gánh nặng của cuộc sống ô trật tục này rồi ô để tìm kiếm để tranh để sống cho ngài rồi ô ra saka vì vậy mà không có gì mà vì thế mà không có cớ ô để ma quỷ tấn công được nữa rồi Chúa ơi ô ngài nói thật sự đùa xả vô cớ nó không thể xảy đến được chưa ạ ô như chim én nó liệng đây đi đó chưa ạ như chim sẻ liệng đi đó thì sự đùa xả vô cớ không xảy đến chưa ạ ô ra và vì vậy tất thành sự đùa xả ô ra không thể đến chúng con được chưa ạ vì khi chúng con ô không còn cớ nào nữa cho không còn cớ là tìm kiếm cơm áo mặc không còn tìm kiếm công việc hàng ngày ô không tìm kiếm ma môn cho mà tìm kiếm Đức Chúa Trời tìm kiếm vương quốc của ngài vô cớ nào ô về sự đổ sản cùng chúng con vì vậy tất cả sự đổ sản ô nó là tất cả sự đổ sản nó bị vô hiệu hóa hết hoàn toàn cho ạ trong đây Sakadavara chúng ta ơn cha tất cả mũi dùi tất cả sự kiện đáng quý tan tành hết trong đây ô vì chúng con người mới yêu bên kính sợ ngài con người mới vẫn dâng hết mình cho ngài cho ạ ô cùng chúng con đọc mình đọc mình tâm dục của mình cho đóng đinh tất thảy các sự ích kỷ của mình các sự mối lo toan phiền muộn của mình cho ô con người mới đóng đinh tất thảy sự lăng xăng hư không ô thờ phượng Chúa theo cách riêng của mình ô nắp tan hết cho như kiểu Ma-thê đó Ma-thê ô thì lung tung Ma-thê thì lăng xăng cũng ở cùng với Chúa nhưng mà lăng xăng mọi sự để Chúa phải quả ô ra ra Chúa phải quả Ma-thê ô Ma-thê như con người cũ đó ô Ma-thê cũng hầu với Chúa theo cách tôn giáo đó chưa nhưng Ma-thê đã bị quả ô nhưng mà Mary ô thì ở dưới chân Chúa con hình ảnh con người mới đó ô ngài vâng phục ngài cho ạ ô rasaka và được Chúa khen cho ạ ô chúng con muốn như vậy cho ạ để chúng con quẳng cái Ma-thê ra khỏi chúng con cho ạ ô rasaka con người cũ mà nó tự lừa rồi chúng con bao năm nó cũng thờ phượng Chúa chứ nó cũng ngợi khen thờ phượng kinh năng cầu nguyện đấy chứ nó cũng học kinh thánh đấy chứ ô nhưng nó cũng dối giả cho ạ ô bởi vì nó làm trong cái đạo giả nó làm trong cái sự cũ nó làm trong cái sự ô mà làm bầm nó làm trong sự mà không phải kính sợ Chúa Trời nó làm không phải trong sự mà yêu mến ngài hết lòng cho ạ ô rasaka đa ban vì vậy nó diệt ra khỏi chúng con trong danh Chúa Giêsu. Ô Babylon, mày tựa thành công như thế này. Ô những sự sáng của mặt Chúa trên chúng ta và chúng ta nhìn thấy hết tất cả sự ẩn náu của mày, tất cả sự đồ đạc của mày hủy diệt hết, bị hủy diệt trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sáng ra ngay cả sự thờ vượng Chúa đều cáng của mày nữa cũng đã đập tan tành trong danh Chúa Giêsu. Sự thờ dối, ô sự
sự kiêng ăn giả dối, sự cầu nguyện giả dối, ô sự gợi thánh Chúa giả dối, ô sự học kinh thánh giả dối, ô sự học lời Chúa giả dối, ô là sự thờ phượng giả dối đó tập nát tan hết trong thánh Giêsu, ô sự cầu giả dối đó của Ma-thê, ô của con cụ đã hủy diệt ngay trong thánh Giêsu, như Chúa nói về cái đền thờ này đã phá tan cái đền thờ đi, người ta dựng đền thờ mới, ô vì thế cái tất cả sự thờ phượng giả dối đó, ô tập nát tan hết trong thánh Giêsu, chẳng cả đàm bầm đờ sự thờ giả dối, ô là sự thờ giả dối, chẳng ta hủy diệt hết trong thánh Chúa Jesus, Shakanda Baraba tất cả sự thờ phượng giả dối trong mỗi chúng ta đều bị hủy diệt. Orasaki con người cũ, cái thằng ba bùn đó bị nát tan thành ra trong thánh Chúa Jesus. Shakanda Baraba bùn đồ chơi bây giờ Chúa cho tạ ơn Chúa. Thì ngày hôm nay ngày khai phóng chúng con ra, ô cho được kính sợ ngài Chúa. Ô để Chúa biết thờ phượng thật, ô sự thờ phượng thật đó sự dân ô có thể mình của cái sống của thánh, ô cho ngài Chúa ấy là sự thờ phượng thật. Amen. Sợ sợ khác Chúa ơi, ô sự sợ ngài, sự kính sợ ngài Chúa, ô nuốt sạch mọi sự sợ hãi khác Chúa, trong danh Chúa Jesus Kanabanabanabemurusoko, bởi vì là hứa của ngài cho chúng con hôm nay đó Chúa ơi, ô khi chúng con kính sợ ngài đó Chúa, thì sự nhân từ, sự thương xót ngài đành cho dòng dõi chúng con Chúa, ô Rasakanabemurusokanabo, khi chúng con kính sợ ngài, ô như là ngài như phải có Chúa, ô thì tất cả người thân thiết chúng con quỹ đạo đó họ quay trở lại. Ô quay trở lại cho họ vì chúng con làm sự sáng ô cho họ rồi cho ô ra ra Canada khiến họ phải quay trở lại với ngài cho ô trong danh Chúa Giêsu con tạ ơn cha ô Chúa ơi ô Chúa ơi, nhờ ngài Chúa làm mọi sự nhờ ngài Chúa làm mọi sự cho ô ra ra Canada đứng chúng con là quý ô là quý giá như vậy chúng con là quyền năng như vậy Chúa ơi ô và ngài làm điều đó qua chúng con trong chúng con giữa chúng con ô Chúa sẽ hết mọi việc hiển cho ngài ô vì tất cả điều đó là ngài làm hết cho ngài làm hết cho ô cảm động lòng chúng con hết chưa? Ô về chúng con chẳng công đức gì cả, chúng con chẳng có một cái gì mà khoe mình trong đây tất cả của ngài. Ô vì vậy mà tuyệt đối mọi sự chúng con dâng cho ngài, mọi vinh hiển, mọi quyền phép, mọi sự cảm tạ, mọi chúc tụng cho, ô mọi sự tôn kính cho, chúng con dâng cho ngài. Ô ngài xứng đáng tất cả mọi sự cho. Ô ra ra chúng con yêu ngài Chúa ơi. Hallelujah. Ô ra ra kada bara bolu Anna Barajuro, ô chúa yêu ngài thật biết ơn ngài. Ô mọi, ô chúa tạ ơn cha, chúa hiện một cầu nguyện cho anh cha con thánh linh. Amen. 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 Chúa. Tạ chúa. Cảm tạ chúa. Amen. Tạ ơn chúa. Chúa ban phước anh chị em yêu quý. Vậy là chúa đã nhắc nhở về là chúng ta cứ bổn tính của chúa trong chúng ta thôi nhá. Dạ. Thì những cái vấn đề nó sẽ sắp xếp vào trật tự của nó mà. Yeah. Đừng có lo lắng chuyện về vợ chồng con cái hay cái gì cả, mà em lo lắng là lo cái chuyện mà quan hệ mình với Chúa, cái sự mà vâng lời của mình nó sao để lo cái đấy thôi. Amen. Yeah. Đấy, điều đấy chất lượng Chúa Trời mà, thì khi mình kính sợ Chúa thì đấy là lời hứa của Chúa dành cho rồi, sự công bình nhân từ của Chúa dành cho dòng giống của mình chắc chít của mình rồi. Nên chẳng Amen. yên tâm trong cái chuyện kia mà mình làm điều quý nhất. Dạ. À, hôm nay chủ nhắc nhở cả cái chuyện là Matthew Mary đó đúng không? Cho nó cầu nguyện đấy. Dạ. Vì nhiều lúc mà nhiều người họ cứ tưởng họ cũng đang thờ phượng Chúa chứ, nhưng mà họ đang thờ phượng Chúa theo kiểu Matthew. Đây con người cũ đấy, hình ảnh của con người cũ đấy. Nó cũng là tôi đang thờ phượng Chúa nhưng mà thờ thì kiểu Matthew. Tại vì quả mắng. Matthew thì bề ngoài có vẻ đang sang đúng không? Cầu nguyện lợi khen thờ vượng các thứ rất là có vẻ như là đang thờ vượng, rất có vẻ là hầu việc đấy, thế nhưng không đẹp lòng Chúa chứ. Bởi vì họ không biết phân biệt cái điều tốt nhất mà xấu mà chứ. Khi Chúa đang ở đâu ấy thì họ không đi theo, thế thấy không? Chúa đang nói, đang giảng, đang nói điều quý giá đấy từ lời ngài đến đấy, để cho họ biết định hướng để họ làm đấy, thì họ không làm. Ô con mải làm nữa, con đang mải hầu Chúa, con nấu ăn cho Chúa, con rửa bát cho Chúa, thế là hầu của Chúa thôi. Nhưng họ không hiểu cái trật tự. Đấy thì con người cũ nó lộn xộn mà nó không hiểu trật tự. Nó cứ tưởng nó hầu việc với Chúa Trời. Mặc dù đấy cũng là việc hầu Chúa Trời anh chị em ạ. Nhưng mà có cái gì có kỳ của nó mà. Có
thời kỳ của nó. Amen. Cái định có kỳ. Thành ra là lời Chúa, Chúa luôn đặt để lời Chúa cao hơn mọi sự. Lời Chúa cao là danh thiên của Chúa mà. Thành ra là khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, là chúng ta để trật tự đấy. Lời Chúa danh thiên của mình thì thôi, những chuyện về gia đình nó sẽ đâu đấy nó sắp xếp được. Đúng đến kỳ của nó. Cần nó chưa đến thì đấy là Chúa đang dạy chúng ta về cái đức tính về nhịn nhục thôi, trông cậy và nhịn nhục mà. Không bao giờ trông một Đức Chúa không bao giờ hổ thẹn cả. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em yêu quý. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vậy là hôm nay lát nữa chúng ta sẽ học đúng không? Amen. Học cái gì nhỉ? Lát nữa chúng ta sẽ học cái quyển sách Thông Hiểu Chúa nhé. Tiếp tục nhé. Amen. Anh chị đã làm được bao nhiêu bài rồi? À, bao nhiêu câu hỏi rồi? Là 3-4 câu để nộp bài đấy, biết nó Yến biết xem chính tả cẩn thận đi nhá. Và rồi chính tả để nộp rồi. Tạ ơn Chúa. Anh chị em Hoa Kỳ nghỉ ngơi đi, Chúa yêu anh chị em nhiều. Cảm ơn anh chị em. Dạ, chào chào giáo sư, chào tất cả anh chị em. Chào cô nha. Ban rất nhiều.